Rồi, chào mọi người. Các anh em nghe âm thanh được không ạ? Không biết âm thanh nghe ok không ấy nhỉ? Nghe được đúng không? Rồi, khởi nghiệp cái buổi Zoom ngày hôm nay á là lẽ ra buổi buổi Zoom ngày hôm nay sẽ về cái hệ thống giao dịch số 2. Nhưng mà riêng cái bài 4 hệ thống giao dịch thì chỉ có bên team các anh em học viên họ học thôi, thấy không ạ? Và hôm trước á có mình có hứa là mình sẽ làm cái buổi tiếp theo, phần thứ hai về cái tâm lý giao dịch cho mọi người, cho các bạn bên cộng đồng. Thì sẵn hôm nay thì mình sẽ cũng ôn lại về cái tâm lý giao dịch cho các anh em bên bên học viên, các bạn học viên mới luôn, đúng không? Hình như cũng mấy bạn mới cũng chưa chưa nghe qua bài đó, thì sẵn làm như vậy. Còn cái bài cái đúng cái lịch là hôm nay sẽ học về cái hệ thống giao dịch số 2 bên team học viên ấy, thì cái buổi này sẽ dời lại vào cái buổi sau, đúng không ạ? Tại vì các anh em học viên thì một tuần đã có đến 3 buổi đúng không, hai ít nhất cũng đã có 2 đến 3 2 buổi, thường là 3 buổi vào 2, 4, 6, 3, 5, 7 để ôn tập. Thì sẵn ở đây thì chúng ta sẽ nhắc lại những cái bài bài cũ vừa rồi chúng ta đã học qua cái hệ thống số 3 và số 4 đúng không? Hệ thống giao dịch số 3 và số 4 dùng để đánh bên forex đúng không ạ? Một cái hệ thống số 3 là dành cho các anh em trader chuyên nghiệp, và một cái hệ thống số 4 là cách đi an toàn và đánh có thể đạt được đến cái ngưỡng là 99 lệnh xanh đúng không? Thậm chí 100 lệnh xanh bên forex MK4 ấy. Rồi. Bây giờ chúng ta đây cách đây 2 ngày thì chúng ta có ôn về cái hệ thống số 3 và số 4. Thì đây là cái hôm nay là mình có làm cái thống kê về cái hệ thống số 4. Lần trước là mình có một cái khoản tiền thì IP từ một cái tài khoản của bên NotFX ấy. Thì đâu đó nó là 149 đô, là 150 đô. Thế mà vào ngày 16 tháng 9 là mình nạp vào, và cái hôm đó chúng ta học về cái hệ thống giao dịch số 4 đúng không ạ? Hệ thống dịch số 3 và số 4 thì hôm đó mình nạp vào và mình đánh đánh test, thì đi kỷ luật là cái tiền vốn, cái tiền này là cái tiền 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 lãi thôi, cho nên đánh tâm lý rất là thoải mái. Nó không phải là tiền cơm áo gạo tiền, nó không phải là tiền là tiền từ túi mình ra, mà là tiền từ những cái IP cũng khá lâu mình cái acc đó mình treo rồi, và được như đây mình rút ra, mình chuyển vào cái tài khoản và mình đánh cái hệ thống số 4 của mọi người. Để đây là cái volume 0,01 đúng không ạ? Đấy, và chúng ta đi rất là liều vol là 0,01. Sau bữa nay là ngày 18 đúng không? Ngày 18 và ngày 16 chúng ta đã nạp vào 149 đô. 18 là 2 ngày thì đánh đây nè. Một loạt lệnh, thấy không ạ? Xanh, toàn xanh. Chỉ có một lệnh đỏ duy nhất. Đâu đó đây cũng khoảng 20-30 lệnh đấy. Thì hiện giờ tổng tài khoản đến bây giờ là lãi được 24 đô, 24 đô thì đâu đó là trên 10%. Đúng không ạ? Trên 10%. Thì lần trước mình có nói với các bạn là cái hệ thống số 4 chúng ta đánh kỷ luật, chúng ta có thể đánh được một cái ngưỡng là 99 phần 99 lệnh xanh đúng không? 99 lệnh xanh. Đây, mở cho mọi người lại. 99 lệnh xanh. Đánh theo cái phong cách này, đây là cái kênh forex cũ của bên Rickhead Trading. Kênh forex cũ. Thấy không ạ? Và cái kênh này mình cũng đã up lâu, mình không có dùng, tại vì bây giờ các anh em hầu như nhảy qua đánh biên bông hết rồi. Nó là dễ hơn đánh MK4. MK4 thì nó lại rủi ro cao hơn. Và cái kênh này đã đánh được cái đợt mà mở cái kênh này thì đánh 2 vòng, đánh được 2 chu kỳ. Mỗi chu kỳ đâu đó được 100 lệnh, thì hầu hết là 2 tháng thì mỗi chu kỳ 1 tháng, như vậy thì chúng ta đều có lại lợi nhuận là trên 10%. Ít lắm là cũng 11% đúng không? 11%. Cái này như mới bắt đầu thôi nè. Sau này chốt lại là lên 10 đâu rồi. Đó, chúng ta đánh kỷ luật. Lần đầu tiên là mười mấy phần trăm ấy, mình nhớ lần thứ hai là 13% đúng không? Đây, lần 10%, 10%, cả điểm này đánh là 10%. Đấy. Để xem.
đúng rồi nè, lúc đó mình note lại mỗi ngày nè, 9%, 10% để xem kết thúc tháng là được bao nhiêu phần trăm. Kết thúc tháng là mười một phần trăm, kết thúc tháng xem bao nhiêu. Kết thúc tháng 12 đúng không, 12%. Có bạn Long thì các bạn học viên cũ bạn Long thì bạn đánh cờ đánh được đến 45%, 45% đây. Bạn học một bạn học viên bên 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 học hệ thống số 4 thì bạn cờ đánh được là 45% đến 45%. Ok, Devon cũng ok, cũng đều đấy, 45% kỷ luật. Nói chung cái hệ thống số 4 này á, là nó đòi hỏi cái sự kỷ luật của anh em mình thôi. Và chúng ta rất là dễ dàng để chứng minh được một điều là chúng ta có một cái cách, một cái hệ thống để có thể đánh forex mà các bạn có thể sanh đến 99 lệnh, thậm chí 100 lệnh. Và mỗi tháng ít nhất cái hệ thống này thì mình cũng đã chứng minh đến bây giờ là không ít, từ 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 đầu năm đến bây giờ cái chứng minh không ít 4 lần cho các bạn xem, là rõ ràng thu nhập của chúng ta mỗi tháng không bao giờ mà dưới được 10%. Đúng không? Không bao giờ dưới được 10%. Thế thì hầu hết chúng ta đánh bên forex đó, chúng ta luôn luôn kỳ vọng một cái lợi nhuận, một cái lợi nhuận khá cao. Nhưng thật sự một điều là đối với bọn trader chuyên nghiệp á, là nó không có cần một cái lợi nhuận cao trong mỗi tháng, mà cái nó cần là một cái lợi nhuận ổn định, một cái lợi nhuận ổn định. Khi các bạn đánh cho bên banker cũng như vậy, những ai mà có năng lực mà sau này có apply vào những vị trí đánh cho banker thì đánh cho bọn quỹ á, thì nó cũng yêu cầu các bạn là show ra một cái tài khoản có cái history trade, tức là cái lịch sử tài khoản của các bạn là tối thiểu là 6 tháng cho đến 9 tháng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tài khoản mà các bạn đang đánh á, nó không được dưới 5.000 đô. Tại vì khi mà các bạn đánh 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 50 đô hoặc là 100 đô như tôi, cái tâm lý đánh rất là thoải mái, nó khác. Đánh 100 năm, ví dụ như cô vừa rồi cô nạp 150 đô, các bạn thấy 2 ngày cô đã đánh đơn, cô đã đánh gần 20 20% rồi. Và thực ra cái tài khoản đó cô nói với các bạn ở trong tuần có x2 rất là dễ, dễ như trở bàn tay. Tức là cần 100 đô đánh lên 200 đô, hay là cần 150 đô đánh lên 300 đô, nó rất là dễ, cực kỳ dễ. Nhưng nếu như chúng ta cầm một cái tài khoản mà 5.000 đô chúng ta đánh để thắng được x2 là 10.000 đô, nó không đơn giản. Tâm lý nó khác hẳn. Thật sự là tâm lý nó khác hẳn. Đấy không ạ? Cho nên thông qua cái việc đó nói lên cái gì? Nói lên cái việc là cái việc mà chúng ta đánh x2, x3 lên nó không phải là vấn đề. Nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề là cái sự ổn định, cái sự ổn định. Thấy không ạ? Và khuyên luôn đối với các bạn mới, ở đây có các anh chị em học viên cũ, các anh chị học viên trong đây nữa, và có cả cộng đồng luôn, đúng không? Hôm nay buổi Zoom này có 50 mấy, gần 60 bạn. Lát có thể là vào đông nữa đấy. Thì khuyên luôn là các bạn nên nên dành thời gian luyện cái hệ thống số 4. Các bạn luyện cho thật vững vào thì sắp tới các bạn sẽ là những con sói chuyên nghiệp đi đi săn mồi, là lúc đó các bạn sẽ luyện qua cái hệ thống số 3. Đúng không ạ? Còn hệ thống số 1 thì vừa rồi chúng ta cũng đã học rồi. Hiện giờ chỉ còn một bài nợ lại nữa là hệ thống số 2, để cho giúp cho anh em có đánh mọi thị trường, đúng không ạ? Rồi trước khi qua cái nội dung chính hôm nay là về bài tâm lý giao dịch, thì tại sao mình muốn nhắc lại cái việc này, là bởi vì nó liên quan đến cái lực lực tay giữ tiền ở ngoài thị trường. Chúng ta đừng có kỳ vọng, đừng có tham, bởi vì nhiều ông admin, nhiều leader họ show ra những tài khoản là họ x2, x3, thậm chí ví dụ như các bạn mà nhìn, các bạn không biết, các bạn nhìn mình, các bạn thấy đây nè, ví dụ tài khoản mà cô show kiểu này nè, cô số cái này cô đánh cô nói cô trong 2 ngày cô 20% đúng không, ngày 16 đến bây giờ là 18, 2%, và cô đánh hầu như là một loạt lệnh xanh, chỉ có một lệnh đỏ thôi, với cả tài khoản rất là bé, rất là kỷ luật. Và các bạn tưởng cái điều đó là cái điều ghê gớm, và các bạn nghĩ là cô có khả năng một 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 trong 2 ngày mà đánh được 2%. Thế thì nếu như mà tài khoản mà 5.000 đô mà 2 ngày đánh 20% là câu chuyện nó khác nữa, là câu chuyện nó khác nữa. Để cho các bạn hiểu một điều như vậy, để làm gì, để sau này mà có ra ngoài thấy bọn bọn nào ở cộng đồng mạng mà nó show tài khoản các kiểu, các bạn đừng có vội. Nhất là những cái người đó mà show mà để huy động vốn các bạn á, huy động vốn các bạn bỏ vào á, hoặc là cái kiểu mà bot trade á, bot trade tôi khuyên luôn các bạn đừng có vào, đừng có vào. Đến bây giờ mình đánh forex cũng đã 7 năm, 6 7 năm, và nói luôn với các bạn là chứng kiến không ít những con bot trade, và đến tận bây giờ không hề có con bot trade nào mà thắng được thị trường đó.
nó có đi chăng nữa nó sống được đâu đó khoảng 3 tháng. 3 tháng là nhiều rồi đó, nhiều khi 1 tháng à là chết. Những cái các bạn thấy là những cái ngắn hạn. Ngắn hạn tức là gì? Ví dụ như nó xô cà khải nha, các bạn thấy nó có nó cái bot trade nè, tuần này nè, ăn được rất là nhiều tiền đúng không? Chốt lãi nè, rồi thậm chí cả tháng này chốt lãi luôn nè, nó xô các bạn. Nhưng để chuẩn một cái con bot trade mà nó muốn gọi là giao dịch ổn á, nó không phải là xô một cái history trade trong vòng 3 tháng đâu, nó cũng phải như cái tiêu chuẩn của bọn băng là gì? Là nó phải xô được một cái history trade trong vòng 6 tháng, 9 tháng. Tại vì bản chất market của chúng ta thị trường này á, nó đi theo một cái biểu đồ lên xuống lên xuống lên xuống thế này. Thấy không ạ? Nó đi cái biểu đồ lên xuống thế này. Các bạn nhìn, ví dụ các bạn nhìn con EKH trên USD có phải nó đang đi cái biểu đồ này không ạ? Lên điều chỉnh, lên điều chỉnh đúng không? Lên điều chỉnh. Nó đi kiểu này. Thế thì đây là chúng ta coi trên cái chart 30 phút. Nhưng nếu như đây là một cái chart D1, một cái chart D1 là chart ngày, thì nó cũng sẽ như vậy thôi đúng không, nó cũng sẽ đi như vậy thôi, nó lên đúng không ạ, nó lên nè, điều chỉnh lên, điều chỉnh lên, điều chỉnh lên, điều chỉnh. Thế thì chúng ta hiểu một điều là bản chất đường giá nó sẽ có sự thay đổi và nó có cái chu kỳ. Thế thì với những cái con bot ở bên ngoài mà đánh á, thì liệu nó có sống được, ví dụ nó đang thắng thì đâu đó có thể là nó lúc mà nó show cho các bạn, show lệnh cho các bạn là cái giai đoạn này nè, nó đang nằm trên giai đoạn này nè, nằm trên một cái uptrend thì nó đánh, nó dùng cái phương pháp của nó đánh ok. Nhưng cái lúc mà nó điều chỉnh thì chưa chắc nó sống được, chưa chắc nó phù hợp được, chưa chắc cái người code bot đó là đánh được với cái sóng điều chỉnh của nó. Và đặc biệt các bạn biết cái sóng điều chỉnh nó cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ như đây cái đoạn này điều chỉnh là cái đoạn này điều chỉnh chắc chắn với các bạn là nó nằm ở chỗ cái lệ Fibonacci đâu đó là 236 236. Và với một cái ngưỡng điều chỉnh như vậy thì nó vẫn là một cái đà cân tỷ lệ, nó là một cái đà cân rất là cao. Nhưng nếu như nó lên đến đây, nó điều chỉnh lên đến đây và sau nó lại lên tiếp đúng không ạ? Sau nó lại điều chỉnh về cái đây thì cái đoạn điều chỉnh này nó vượt hơn cả 236 của tỷ lệ vàng. Thế thì những cái đoạn này mà bot vào thì hầu như bot sẽ chết. Thậm chí người thật đánh còn chết chứ đừng nói bot. Người thật đánh, trader chuyên nghiệp đánh còn chết nữa chứ đừng nói bot. Các bạn biết tại sao mà? Tại vì đối với bọn trader chuyên nghiệp nó nói là trong một đà cân nó chỉ giao dịch trên một cái xu thế cân kiểu này, xu thế có xu thế rõ ràng nè, rồi điều chỉnh ok thì nó vẫn giao dịch, nhưng nếu như vượt quá một cái ngưỡng điều chỉnh nào đó nguy hiểm thì nó sẽ không đánh nữa. Và cái đoạn này nè, cái đoạn này cân nè, và đoạn điều chỉnh nè, và cái đoạn điều chỉnh này là nó vượt quá hơn 50%. Ví dụ như cây này đi, đây đây là một cái đà cân đúng không ạ, sau nó điều chỉnh, các bạn thấy cái đà điều chỉnh này nó gần gần tới cái đáy luôn. Thì với những cái điều chỉnh sâu như vậy thì đối với bọn trader chuyên nghiệp nó vào ở cái đoạn này thì thành ra nó đang vào một cái đoạn sideways. Nó đang vào một cái đoạn sideways lớn. Sideways lớn chỗ này. Và lúc đó nó buy sell đều chết. Chứ đừng nói là bot trade. Và bot chẳng qua là cái người code theo cái Fibonacci, code theo cái gì đó họ đánh thôi. Các bạn hình dung mà. Cho nên nếu như mà cái người copy trade hay là người code bot mà họ đánh, họ đang trong cái đà này nè. Họ đang đánh trong một cái xu thế rõ ràng nè, đà cân nè thì họ thắng, nhưng đến cái đà điều chỉnh như vậy nè họ thua thì như thế nào? Người nào may mắn nằm trong đà này thì ok, à, thấy ở ông này giỏi quá, bạn bạn này đánh copy trade giỏi quá đúng không ạ? Nhưng mà đến cái đà điều chỉnh này thì người đó thua, thì lúc đó lúc lúc đó lại thấy ủa sao sao không hiệu nghiệm nữa, người này sao lại thua liên tục, họ không hiểu đúng không ạ? Và nếu như những người may mắn mà nằm trong đây là nằm copy trade hay là mua bot trade mà trong cái giai đoạn thị trường chỗ này nè thì họ còn ăn được tiền. Nhưng đến cái giai đoạn mà điều chỉnh kiểu này nè, điều chỉnh kiểu này nè là họ mất tiền. Họ mất tiền thì bắt đầu họ sẽ nản với con bot đó. Họ sẽ bảo con bot này không hiệu nghiệm. Và ai ở đây đã cần mua bot rồi, có tiền rồi thì sẽ biết. Hầu hết không có con bot nào, thậm chí có nói luôn á các bạn, có những con bot 2.000 đô, 5.000 đô luôn á. 2.000 đô, 5.000 đô luôn, và tôi đã trước đây cô đã cần bán bot của nó thẳng với các bạn luôn, tôi là những cái thằng mà gọi là bán quốc sản, cô nói không ngại, cô nói với các bạn luôn, và cô đã làm giàu vì bán bot rồi, và cô biết luôn ở thị trường này thằng nào viết bot giỏi luôn, kể cả thằng Greencap luôn cũng cùi bắp luôn rất là nhiều. Và cô khuyên luôn các bạn đừng nên xài bot là như vậy, bởi vì khi mà đến một cái thị trường nó điều chỉnh như vậy thì trader còn chết chứ đừng nói là bot. Tại vì đối với bọn trader chuyên nghiệp là nó chỉ giao dịch trên một cái sóng rõ ràng, còn sóng điều chỉnh đứng ngoài hết. Tức là cái sóng này nó đứng ngoài luôn, nó đứng ngoài không phải vì nó không có năng lực nó đánh mà là bởi vì rủi ro, có rủi ro cao. Và trader nó đánh không phải vì lợi nhuận,
nó vào kèo vào entry không phải vì cái lợi nhuận ngon, à vào cái này được x2, ăn thì ăn hai thua thua một đúng không ạ, r chia r cao, tỷ lệ thắng cao, nó không phải như vậy đâu. Cái đó là học theo sách giáo khoa và các bạn sẽ chết đấy, các bạn học theo kiểu đó là các bạn chết đấy. Bản chất cái trader chuyên nghiệp ấy, bản chất cái bọn trader nó sẽ đánh, nó vào lệnh là bởi vì cái kèo đó đơn giản là rủi ro thấp, hết rủi ro thấp. Cho nên những cái đoạn mà như chỗ này điều chỉnh là nó không vào cái gì vào, chỉ có đường chết thôi. Tỷ lệ những cái đoạn này là rủi ro rất là cao, nó vào là rủi ro cực kỳ cao, cho nên nó không vào, thấy không ạ? Và một lát chúng ta sẽ tìm hiểu về tại sao tâm lý trong đây chúng ta không nên vào, nhưng mà không nên vào bot nhiều hơn trái tài khoản, đúng rồi. Ai đánh bot rồi, ai đã có tiền mua bot rồi sẽ biết cái việc này. Thậm chí các bạn biết một điều là bọn banker, bọn đánh quỹ bên ngân hàng, nếu như mà bot ổn thì cái việc của nó không cần thuê chúng tôi, nó chỉ việc nó thuê bot, nó mua bot nó đánh thôi, đúng không ạ? Nó kiếm một thằng mà ngồi canh bot thôi, nó bắt gì mà chỉ có tiền thuê mấy giao dịch quỹ làm gì, thấy không ạ? Và ở đâu có con bot đó, là cũng từ những cái người mà đánh đánh tài khoản, và họ có họ họ code cái con bot đó ra thôi. Mỗi người thì code một cái hướng thôi, và con bot đó nó chỉ hơn người một cái chỗ là gì ạ? Nó đánh nó không có cảm xúc, nhưng cũng chính cái đó là cái chết. Là bởi vì ví dụ như nếu như đánh trong một cái đà tăng thì ok, nhưng nếu như đánh trong một cái đà điều chỉnh mà điều gì xảy ra nếu như mà các bạn đánh con bot đó mà vào 10 lệnh mà SL8 lệnh liên tục là tự động tắt bot luôn, tự động tắt bot luôn đấy. Đó là cái kinh nghiệm trong thị trường này. Và mình nói để làm gì, cái buổi hôm nay sẽ có thể là sẽ không giúp các bạn kiếm được tiền trong thị trường này đâu. Cái buổi hôm nay nói thẳng luôn sẽ không giúp các bạn kiếm được tiền, nhưng cái buổi hôm nay có thể giúp cho các bạn thông ra được nhiều cái và không mất tiền lãng nhách vào vào thị trường này, không mất tiền vào những cái trò cạo lao ở ngoài thị trường này đó. Là và đó là cái buổi về tâm lý giao dịch ngày hôm nay, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta vào một cái trước khi chúng ta vào một cái chủ đề chính là tâm lý giao dịch, thì mình muốn ôn lại, mình muốn nhắc lại cho các bạn về cái lý thuyết Dow. Nó được gọi là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật, thấy không ạ? Và một trong những cái yếu tố quan trọng của lý thuyết Dow là nó nói là trong một cái đà cân kiểu này nè đó, một cái sóng cân kiểu này nè, nó không có lên một lèo như vậy, không có chuyện mà cái gì lên là lên, giá nó lên là lên thẳng một lèo, nhưng không có. Nó luôn tồn tại một cái thế lực đi ngược lại, một cái sóng ngược lại, điều chỉnh ngược lại nó. Ví dụ đây nè, tăng nè, chúng ta zoom nhỏ lại chúng ta thấy điều chỉnh đi ngược lại sóng, đi ngược lại cái sóng chính, đúng không? Nó luôn có một cái sóng nhỏ nhỏ đi ngược lại sóng chính, sau đó nó lên, nhờ nhờ cái đi ngược này nó mới chạm một cái hỗ trợ nào đó, nó mới bật lên được tiếp, sau đó lại lại rớt xuống chạm một cái hỗ trợ nào đó, nó bật lên tiếp mới có được cái đỉnh này, mới có được cái đỉnh này, đúng không? Đúng không ạ? Mới có được cái đỉnh này. Thế thì chúng ta biết được một điều là từ cái đích, từ cái đầu, từ cái khởi điểm đến cái đích đến, từ khởi điểm đến đích đến, đây là điểm xuất phát, đây là mục tiêu chúng ta đến, thì nó luôn có cái trong gai, luôn có cái gì đó nó ngăn chúng ta lại, đúng không ạ? Và cái này chính là lý thuyết Dow, cái lợi hại của lý thuyết Dow, nó gọi là nền tảng của một phân tích kỹ thuật. Nó không phải là về cái phạm trù phân tích kỹ thuật không, mà nó là về nằm về phạm trù tư duy. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu và thông được nhiều cái, và chúng ta gọi là vô vi, tức là chúng ta hiểu hiểu và chúng ta an vui với nó, đúng không ạ? Ví dụ trong một cái đà giảm như vậy nè, anh em mình nhìn là trong một cái đà giảm như vậy, nó giảm xong rồi nó muốn giảm tiếp tới cái cùm EMA này để bật lên, đúng không ạ? Hoặc là nó khủng vào cùm EMA này, thì nó cũng phải có gì, nó cũng phải có một cái điều chỉnh kiểu này nè, nó cũng phải có một cái điều chỉnh kiểu này lên lại để làm gì, để chạm một cái vùng hỗ trợ, một cái vùng kháng cự. Đây, cái vùng này là một cái vùng kháng cự kẹt hàng, rất là nhiều người giao dịch ở đây, nó lên nó chạm để nó bật xuống tiếp, nó bật xuống tiếp, muốn nó xuống tiếp thì nó phải hồi về, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà chúng ta không được cái điều này, chúng ta hiểu điều này, bây giờ mình hỏi các anh em một câu: nếu hôm nay đây mình hỏi các anh em một câu, ví dụ như cái con này đi, con euro bữa nay cho bên cái kèo bên kênh bên 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 kênh marine, đúng không ạ? Bên kênh marine nó đang đi khá chuẩn, đúng không ạ? Lúc đầu là
dự kiến là anh sẽ quay là nó test cái cụm này xong nó bật lên này nè. Thế thì nếu như mà muốn nó có được lên cái đây, nó có một cái target ở trên đây, thì bắt buộc phải nó muốn lên cái đây thì nó phải hồi về đúng không ạ? Thế thì nếu như ai may mắn mà mua được ngay chỗ này và đặt cái TP ngay chỗ này, đúng không, đặt cái TP chỗ này đi, thế thì cái lúc mà nó lên thì các bạn cười, xong nó xuống các bạn hoang mang, sau đó nó lên là các bạn vui tiếp, sau đó nó xuống cái đây là hoang mang, rồi nó xuống hơn nữa các bạn lại càng hoang mang hơn, bây giờ rớt hơn cái entry luôn các bạn lại càng hoang mang hơn, đúng không ạ? Cái đó là một cái tâm lý mà đang diễn ra ở những cái người mới vào. Nhưng mà nếu như những cái người mà hiểu lý thuyết Dow rồi thì những lúc mà nó hồi lại như vậy mà ở dưới thấy có những cái hỗ trợ đỡ thì các bạn nên mừng, đúng không? Các bạn nên mừng là bởi vì nhờ những cái hỗ trợ này đỡ lại nè, nó mới bật lên cao được, mới có một cái lực đẩy, mới có một cái sức để giúp nó bật lên. Cho nên cái việc mà trong cái việc mà chúng ta trade hay là trong cuộc sống chúng ta, đây, trong cuộc sống của các bạn nè, đây là một cái đà mà các bạn thành tỷ phú rồi, đúng không? Đây là một cái đà mà các bạn thành trader nè, đây là một cái đà mà các anh em mình tiến lên sự giàu có, đúng không ạ? Thì trong cái đà tiến lên này, các bạn mà có gặp những cái việc mà người ta đâm sau lưng chiến sĩ, đúng không ạ? Người ta fake nick các bạn, người ta lừa đảo, đúng không? Hoặc là gì, hoặc là người ta làm một cái điều gì đó, người ta nghịch lại cái trend của các bạn như kiểu này, thì các bạn nên vui hay buồn? Anh em mình nên vui hay buồn ạ? Anh em mình nên vui, nên cảm ơn nó, đúng không? Nhờ nhờ những cái cú mà nó đâm sau lưng mình như vậy nè, nó fake cái nick admin, nó đi lừa đảo các kiểu, nó giúp cho mình nhìn lại mình, nó giúp cho mình củng cố gốc hơn, nó giúp cho mình bảo mật hơn để mình có thể đi tiếp hơn, xa hơn, đúng không? Cho nên các bạn thấy có một cái giai đoạn là ở cái channel thư viện kiến thức tài chính đây nè, lúc đó là cô nhớ là 1.500 mấy member, 1.500, bây giờ 3.500 rồi, đúng không? Lúc đó 1.500 mấy member thì xuất hiện ông nào đó phát cái kênh rồi bảo phát tùm lum các kiểu rồi đó, thì lúc đó làm gì, cười thôi chứ làm gì, cảm ơn nó. Mà nhờ những cái người đó phát như vậy, tự nhiên cái số lượng member các bạn biết có ngày nó hơn lên một lần 200 mem, cô không hiểu luôn, cô không hiểu tại sao lên được 200 mem luôn. Tự nhiên cái người ta biết đến mình, người ta biết đến mình xong ca vào cái channel của mình, người ta đọc, người ta sẽ tự động biết có cái độ chất hay không. Đó là một trong những cái cách mà để chúng ta hiểu được cái lý thuyết Dow thì chúng ta sống an vui với nó, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta áp dụng vào trong trade. Nếu như các bạn đã vào lệnh rồi mà trong lúc vào lệnh nó lên thì các bạn vui mà nó xuống các bạn buồn là không nên, đúng không ạ? Đã vào lệnh rồi thì các bạn không cần, các bạn cứ đặt cái BSL thôi, chạm SL thì cắt hết, tất cả nó đều là xác suất. Tại sao tôi nói câu này là bởi vì các bạn coi lại cái anh em mình đánh đánh qua có ai đánh qua hơn 100 lệnh chưa ạ? Các bạn đánh hơn 100 lệnh xong các bạn nhìn lại, các bạn có đánh thắng được 100 lệnh không? Đánh thắng được 99 lệnh luôn không? Làm gì được, mấy anh em học viên thì có khả năng đánh được 99 lệnh xanh đó, thậm chí 100 lệnh xanh luôn đó. Nhưng nếu như những bạn ở, tại vì họ hiểu được những cái quy tắc của nhà cái thì họ áp dụng cái hệ thống giao dịch họ ăn. Nhưng nếu như những cái người ở ngoài thì các bạn nhìn lại xem, các bạn đánh 100 lệnh các bạn có thắng được 100 lệnh không? Làm gì có, đúng không? Hoặc ngược lại nè, các bạn đánh 100 lệnh các bạn có thua đúng 100 lệnh không? Cũng không có luôn. Thế thì cái vấn đề là đánh 100 lệnh nó sẽ có thắng có thua, nó sẽ có thắng có thua. Cái vấn đề nằm ở cái chỗ là cái tỷ lệ thắng của bạn, của anh em mình đang sử dụng là thắng 2/10 hay là thắng 8/10, đúng không ạ? Một cái người mà biết về phân tích kỹ thuật giỏi các kiểu, ok, họ có thể ra đánh đánh 10 kèo thắng 8 kèo. Nhưng một cái người mà không biết thì họ có thể họ đánh 10 kèo họ thua vào nó chỉ thắng được 2 kèo thôi, thua vào nó 8 kèo rồi, đúng không? Đấy, có thể để chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về thị trường này, và nếu như trong cái lúc mà chúng ta chơi chúng ta có thua, đây đây là cái giai đoạn thắng nè, đây là những cái ngày mà chúng ta thua nè, thì chúng ta cũng đừng có bi quan quá, đừng có bi quan quá. Cái vấn đề là chúng ta nhìn lại tổng cuộc chơi từ chỗ này đến chỗ này, chúng ta đang thắng hay thua. Nếu như tổng cuộc chơi chúng ta vẫn thắng, chúng ta nên bình thường, những ngày thua này là những cái ngày giúp cho chúng ta lên lên cao hơn. Còn nếu như tổng cuộc chơi này mà nói là thua
tức là nó đang đi theo cái đà này nè, đi theo đà giảm này nè, đúng không? Thì nên coi lại các bạn, lúc đó chúng ta nên coi lại chúng ta đang đang thiếu số chỗ nào, đang sai chỗ nào, thấy không ạ? Đang sai chỗ nào, đang thiếu chỗ nào, đang thiếu sót chỗ nào mà bổ sung. Nếu không tìm được cái sai đó mà các bạn càng đánh chỉ có càng thua thôi, càng thua thôi đấy. Và ở trong thị trường này, để mình mở lại cái file cũ của cái buổi zoom lần trước nha. Ở trong cái thị trường này, đợi mình tí. Ở trong thị trường này hôm trước chúng ta đã học rồi đúng không? Chúng ta cái buổi đầu tiên đúng không ạ? Bữa nay là buổi thứ hai, sắp tới buổi thứ ba và thứ tư sẽ là cái buổi về luyện về phân tích kỹ thuật, về mô hình và một số cái indicator cơ bản, thấy không ạ? Trong cái thị trường này chúng ta đã hôm trước chúng ta đã ôn xong mất hết những cái cũ rồi. Mất hết những cái cũ rồi. Trong thị trường này hôm trước chúng ta đã ôn tập, chúng ta đã biết là bản chất cái việc thắng trong thị trường này nó được phân bổ ra, chia ra là 25%, 25% là nằm trong cái phân tích kỹ thuật, đúng không? Và nếu chúng ta giỏi về phân tích kỹ thuật cũng chỉ chiếm có 25% mà. Nhưng nếu như chúng ta không biết về nó thì tỷ lệ thua chúng ta lên tới 90%, thậm chí hơn luôn. Tại vì sao? Tại vì nếu như chúng ta không không biết về nó thì chúng ta thành thành là những cái người mà gọi là player, tức là những cái người chơi á, những cái người chơi á, họ không có kiến thức, họ sẽ giống như ông Warden, ông nói là mua theo tin đồn bán theo sự thật, tức là vô bữa nay vô cái group này ông admin nói mua ở đó rồi mua, không biết là sao mua, đúng không? Cho kèo đó thì vào, đúng không? Vào không biết tại sao thắng, cũng chả biết tại sao thua luôn, chỉ có là niềm tin thôi, niềm tin thôi. Đây là cái cần bật mà tệ nhất là cần bật player nè, là không có kiến thức, đúng không ạ? Đây là cái bài này là cái bài nội dung của bọn của kênh học viên rồi, kênh học viên rồi đấy. Đây là cái cần bật thấp nhất là cần bật player, player đúng không ạ? Thế thì nếu như chúng ta không có cái kiến thức, chúng ta không biết về, không có cái 25% này, tỷ lệ thua chúng ta cực cao. Còn nếu chúng ta có, chúng ta cũng chỉ có được 25% trong thị trường này thôi. Thế thì những phần còn lại đâu? 25% nữa là nó nằm trong cái phân tích cơ bản hay còn gọi là tin tức ấy. Ví dụ các bạn đánh bên Forex thì các bạn phải có một ít về cái kiến thức của kinh tế vĩ mô, hoặc là những cái kiến thức cơ bản về tin tức tác động vào. Ví dụ như cái con USD này, cái đồng USD này các bạn thấy nè, cái đồng USD đúng không? DXY là cái chart của USD đó. Nó mà cân thì theo các bạn là cái cặp EU nó cân hay giảm? Chạc 30 phút. Tại vì USD đang Euro trên USD, USD là mẫu số đúng không? Thì chúng ta đã học về cái một cách đơn giản, là bài phân số rồi. Cặp phân số Euro trên USD, Euro là tử số và USD là mẫu số, và USD nó cân như vậy. Mẫu số cân thì cặp phân số này cân hay giảm? Cặp phân số này cân hay giảm? Đúng không ạ? Các bạn đoán xem cặp phân số này nó cân hay giảm? Một cặp phân số, ví dụ ở đây đang là 2/4, cặp phân số này là 2/4, đúng không? 2/4 mà cái đồng USD này nó đang cân thì lúc này thằng cái số 4 là thành số 5, thì lúc đó thành số 2/5. 2/5 thì lúc đó nó làm cho cái cặp phân số 2/4 này là 50%, nó giảm xuống, và bây giờ chúng ta coi cái trên cái biểu đồ này có phải là con cái đồng euro nó đang giảm này không ạ? Cái đồng euro đang giảm này, ở đây có một cây xanh đây, ở đây chúng ta thấy có một đồng USD nó có một cây xanh đúng không? Ở đây là một cây đỏ tương ứng với nó, đúng không ạ? Và bây giờ nó vẫn chạy, cây này vẫn là cây xanh, và cây này vẫn vẫn là cây xanh như vậy, nhưng mà nó chưa kết thúc, đúng không ạ? Và nó vẫn chạy. Và hầu hết chúng ta nhìn nhìn lại cái này là ở đây là một cái đầu, một cái vai, ở đây có thể là cạo thêm một cái vai, và thằng này nó vẫn cạo ra một cái đầu, một cái vai, là vai ngược đó, thấy không ạ? Và đó là những cái cơ bản. Nếu như ai đánh bên Forex thì chú ý, tại vì hầu hết các cặp Forex đó, nó bị tác động bởi cái đồng USD, cái đồng bạc xanh, cái đồng USD rất nhiều. Ngoài ra tất cả hầu hết những tin tức nó đều đánh mạnh vào hai cái, đánh mạnh vào một số cái chính, ví dụ như
USD nè, vàng nè, kênh về euro hay là GB đó, nó chỉ đập vào những cái đó thôi và nó làm thay đổi luôn tất cả những cái cặp mà liên quan đến cái bộ phân số của nó đấy. Ví dụ như bây giờ mà euro trên USD mà euro đang có một cái kênh băng bên ngân hàng, nó đang nhập một cái lượng lớn của euro vào đúng không ạ, thì dù cho cái đồng USD này nó tăng giá làm cho cái cặp này giảm giá, nhưng nếu như đang có một cái quỹ ngân hàng mà nó một cái băng nó ôm cái đồng USD, cái đồng euro mạnh vào, thì tử số là euro nó tăng lên, thì lúc đó nó kéo cái thằng này lên lại luôn, thì hai thằng này lên cùng chiều luôn chứ không lên ngược đi ngược chiều nữa, là một cái ví dụ đúng không ạ. Các thì nếu như chúng ta đánh bên coin thì chúng ta phải chú ý cái phần 25% phân tích cơ bản này nó nằm ở cái chỗ nào. Nó nằm ở cái chỗ là gì, cái đồng BKC là đồng mother coin á, hay là gọi là đồng 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 coin mẹ đó. Tại vì BKC nó mà tăng hay giảm thì hầu hết cái tất cả các đồng coin trên thị trường này nó đều ảnh hưởng hết, đều bị tác động vào, phải không ạ? Rồi, và chúng ta dù cho chúng ta có vững được phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, chúng ta cũng chỉ có 50% thôi, chén thánh cũng chỉ được 50% chén thánh thôi, và 50% chén thánh còn lại nằm đâu? 50% mà chúng ta, cái mà chúng ta đang đi tìm, cái mà chúng ta đang tốn tiền đi học, cái mà trước đây chúng ta đi học những thầy bà, và cái này giải thích cho chúng ta hiểu luôn là tại sao chúng ta đã có rất là nhiều tiền học các thầy bà mà chúng ta không khá lên nổi, chúng ta không 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 thành những trader chuyên nghiệp nổi, là nó nằm ở cái chỗ 50% này nè, cái 50% còn lại này nè là nó đang nằm ở cái phần tâm lý nè. Trong cái phần tâm lý này nó có cái cá nhân cộng với cái đám đông, và đây là cái chén thánh đó, đây là cái chén thánh của các bạn đó, đây là cái bản đồ cho các bạn định hướng đi luôn á. Tại vì sao? Tại vì dù cho các bạn có giỏi về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ở đây, nhưng nếu như các bạn là những cái người mới bước vào thị trường này thì cái tâm lý cá nhân các bạn không có, tâm lý cá nhân các bạn không có. Tại vì sao? Các bạn có học hết tất cả các thầy bà phân tích các kiểu đi chăng nữa, các bạn mà không có giờ bay ở trong thị trường này là cái kiểu này nè, là lúc đó các bạn phân tích nè, các bạn phân tích là E cái H từ đây sẽ lên tới đây đúng không ạ? Đúng. Sau đó các bạn không có cái tâm lý thì nó lên tới đây nó xuống một cái thôi rung qua chốt đi, chốt ở đây đi, sợ quá. Xong rồi lên đây chết bà, chốt non rồi thầy ơi, chốt non rồi, vào mua mua ở đây lại mua ở đây, xong nó rớt xuống đây đại ở gì gì kỳ sai sai, nó giảm lại rồi thôi bây giờ thôi cắt luôn đi, cắt ở đây luôn đi, chắc ăn cắt lỗ ở đây luôn, cắt lỗ ở đây luôn, thành ra ở đây đang lãi đúng không ạ, lên lay mua đu xong rồi xuống cắt, nhiều khi hòa luôn hoặc là lỗ luôn, cắt xong nó bụp một cái lên. Và một lát mình sẽ giải thích luôn tại sao các bạn thấy là có những trường hợp các bạn có để ý là vừa cắt xong rồi nó bay không, giống như có ma vậy đó, giống như có ma trong cái ma kép này vậy, có ai bị chưa, mà không mua thôi vừa mua xong là nó rớt, không mua thôi vừa mua xong là nó rớt, vừa mua xong là nó rớt, có ai bị chưa, đúng ngay chuẩn ngay đỉnh luôn, không trong lệnh luôn, mua là nó rớt mà bà mẹ nó tôi bán một cái là nó lên, là ở đây nè. À, lấy ra cái bài này chỉ nằm trong bên cây học viên, thì bên cây học viên nó có những cái nội dung, một trong những nội dung đó là cái bài tâm lý giao dịch. Để mình mở cái file này ra cho mọi người. Sẽ có nhiều người giao dịch gọi là rất là ấm ức, thì nó nằm ở cái giá xanh đỏ của nhà cái, nó nằm ở cái giá xanh đỏ của nhà cái, tức là gì, các bạn nhìn những cái hình sau đây nha, các bạn nhìn những cái hình sau đây nha. Đây. Đây là con AUD New Zealand đúng không? XRP, USD, rồi AUD CAD. Đúng không ạ? Các bạn nhìn nhìn những cái hình sau đây các bạn có thấy được cái điều gì không? Đây là cái giá đỏ, giá xanh, giá đỏ, giá xanh, giá đỏ, giá xanh. Giả sử bây giờ chúng ta giả sử nha. Các bạn thấy là đường đường giá nó đang lao lên cái cụm EMA và nó xác lập một cái đà tăng. Thế thì chúng ta ở đây nó lao lên như vậy, chúng ta buy. Nếu như bây giờ chúng ta buy là chúng ta mua, thì trên cái chart này nè, chúng ta buy nó đang có hai giá là giá xanh và giá đỏ, chúng ta buy thì biểu đồ thì market nó sẽ tính giá nào? Nó sẽ tính giá nào?
nếu chúng ta đặt một cái lệnh buy á, đánh giá đỏ. Wow. Các bạn đợi mình thấy nha, mới đổ nước. Đang định rót nước uống, làm đổ đi nước. Rồi. Rồi, chúng ta xem nhé. Chúng ta giả sử ở đây chúng ta đặt một cái lệnh buy là nó sẽ cánh cái giá đỏ. Mà giá đỏ này nó chính là cái đỉnh cũ. Đúng không? Cái giá đỏ này chính là cái đỉnh cao nhất của nó. Cho nên thành ra nếu như chúng ta đánh bên Marine á, mọi người nghe được không ạ? Sao không có tiếng? Có thể là bạn xem lại cái microphone đó, hoặc là một lát chúng ta có thể cái clip này sẽ được lưu lại, các bạn hãy nghe lại cả trên Facebook luôn, thấy không ạ? Nó sẽ cánh giá đỏ, đơn giản thôi. Các bạn thấy cái giá đỏ với giá xanh giá nào cao? Giá đỏ là 776, giá xanh là 757. Thì nếu như các bạn ra tiệm vàng, các bạn mua vàng, vàng có giá bán ra và thu vào, thì các bạn nghĩ coi, các bạn mua vàng, vàng sẽ nhà tiệm vàng sẽ bán cho các bạn giá cao hay giá thấp? Đương nhiên tiệm vàng phải bán giá cao, đúng không? Nó có hai giá thì nó phải bán cái giá cao nhất của nó cho các bạn. Sau khi các bạn mua cái giá cao nhất này của nó xong rồi, 2 giây sau các bạn quay là các bạn trả, các bạn nói không mua nữa, tôi đổi ý rồi, nó thu lại là nó sẽ thu lại cái giá thấp này. Và nó cái giá này gọi là giá chênh lệch mua bán hay từ bình dưng là cái stress bên forex. Hình dung mà. Và cái này nó sẽ lý giải cho các bạn biết luôn tại sao cứ các bạn vừa buy là ngay đỉnh. Ở đây cũng như vậy, hai giá vừa buy là ngay đỉnh. Đúng không? Chạm 1 phút, chạm 1 giờ và chạm 15 phút. Vừa buy là ngay đỉnh. Ở đây là gì? Ở đây nè, vừa buy là ngay một cái đáy gần nhất này của nó nè. Các bạn thấy không ạ? Ở đây nè, vừa buy là ngay một cái đáy gần nhất này của nó nè. Đúng không ạ? Và tại sao mình để ba cái chạc này là bởi vì để cho các bạn biết được một điều là bọn một cái bí mật là bọn nhà cái không phải cái mà chúng ta thấy là giá mua giá bán, thị trường kém thanh khoản, nó giảm stress các kiểu, thật ra là cái gì? Thật ra là ánh trăng lừa dối, không có cái chuyện đó, bản chất không có con nào giao dịch đây đó. Tất cả những cái này là bật mí cho các bạn biết luôn, là những cái này là vốn không phải giá của nhà giao dịch, mà là cái stress này nó được tính toán của mỗi sàn, nó tính toán ra. Có nghĩa là nó luôn chiếm một cái ưu thế. Ví dụ các bạn đánh bài cào, đúng không? Ai ở đây đánh bạc rồi, đánh bài rồi. Các bạn đánh bài cào nó sẽ tính qua một cái kiểu này. Ví dụ chúng ta mua là chúng ta nó chúng giá đang ở đây mà chúng ta mua là nó tính ngay giá này trên đây, là tính giá chênh lệch quá cao. Nó tính giá cao hơn giá hiện tại thực tại, để nó nắm phần chắc, có nghĩa là chúng ta đang chấp điểm với nó. Thì giống như chúng các bạn đang đánh bài, các bạn đang đánh với nhà cái á, là các bạn đánh bài cào á, ba cây á, là các bạn đang chấp nó 2 điểm. Các bạn mà mở bài ra nhà cái nó 5 nút, các bạn muốn thắng nó các bạn phải mấy nút? Các bạn phải mấy nút nếu các bạn chấp nó 2 điểm? Các bạn phải có 8 nút, phải có 8 nút. Thế thì nếu như mà các tỷ lệ các bạn thấy chấp 2 điểm như vậy nó nhỏ, nhưng nếu mà chúng ta so ra thì tỷ lệ thua chúng ta cực kỳ cao. Chúng ta chấp nó 4 điểm chứ không phải 2 điểm. Là bởi vì nếu như mà nhà cái nó 5 nút thôi, bèo bèo nó bình quân nó 5 nút thôi, mình muốn thắng được nó là mình phải có 8 nút. Có nghĩa là mình cái tỷ lệ mà chúng ta bóc bài được 8 nút cực kỳ cao, cực kỳ thấp. Cực kỳ thấp. Trong khi cái tỷ lệ mà nó bóc được từ 5 nút là 50-50. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Các bạn nghiệm lại cứ xem, thì thành ra nếu như chúng ta chấp nó 2 điểm là nó hơn chúng ta 2 bước, nếu mà đi bậc thang á là đồng thời chúng ta đang lùi là 2 bước, thì thành ra chúng ta chấp nó 4 điểm.
Chính vì như vậy cho nên hầu hết những cái người mà nói cho các bạn biết một sự thật là các bạn đánh Forex MT4, các bạn chỉ có nạp chứ không có rút. Ở đây ai đã may mắn rút được tiền, ai đã thắng được thị trường này trong 3 tháng? Nếu các bạn thắng được thị trường này trong 3 tháng, các bạn không cần ngồi đây nghe là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như các bạn thắng được thị trường này trong 3 tháng, các bạn ngồi đây nghe thì các bạn là những admin ở những chỗ khác, các bạn là vào các bạn nghe để cập nhật kiến thức hoặc là để bổ sung kiến thức là sự thật. Và thêm một điều sự thật nữa, có một câu hỏi là như vậy thì train nó có giàu không? Sao thấy nhiều ông xô tài khoản các kiểu mua nhà mua xe, trade forex, trade marine, nói với các bạn luôn không có giàu. Các bạn nghịch nghịch lý đúng không? Không có giàu, nhưng bản chất của tôi vẫn có thể tụi tôi mua nhà mua xe các kiểu. Ai bên kênh học viên thì các bạn biết tôi mua vàng đều tay đúng không ạ? Các bạn thấy một số anh em bên admin họ cầm cái họ mua home Mercedes, họ mua nhà mua xe, là cái đó là có, là từ thị trường này là có, nhưng cái nguồn thu đó không phải là từ trong lướt ngắn hạn, nói nôm na là như vậy. Và bản chất anh em mình ngồi anh em mình đánh forex là gì, là ngắn hạn, là lướt ngắn hạn. Nếu các bạn hỏi tôi là một ngày anh có thể anh trade được 2.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô không, tôi nói với các bạn luôn là được. Bây giờ tôi nói thật với các bạn, tôi cầm cả khoảng 5.000 một ngày á, cô đánh bèo bèo được 1.000 hoặc là 500 là cực kỳ dễ, hoàn toàn trong cặp tay thật. Hôm nay đánh không được, ngày mai đánh, target là trong 2 ngày ăn 1.000 đô rất là dễ. Thế thì một câu hỏi là nếu như trong 2 ngày anh dễ dàng ăn 500 đô, 1.000 đô, tại sao anh vẫn nói anh không giàu? Là bởi vì mỗi ngày cô làm phép cộng không à. Nhưng những cái ngày mà cô làm phép cộng thì sẽ có ngày cô bị phép trừ, có nghĩa là bữa nay cô có thể cô ăn được 1.000 đô, nhưng ngày mai cô có thể cô thua lại 500, 1.000 là bình thường nha. Là bình thường. Là bình thường. Và bí mật trong cái thị trường này là nó giàu, những cái người mà giàu, những cái người kiếm được nhiều tiền nó không phải là từ trade forex. Thu nhập của họ từ một cái nguồn khác. Họ có một cái kế hoạch, một cái lộ trình dài hạn, một cái hệ thống giao dịch, chứ không phải là năm 2013, 2017, 2018 chúng ta đi mất tiền, đi học các thầy bà, chúng ta đi học phân tích kỹ thuật xong chúng ta kỳ vọng là mỗi ngày chúng ta trade được 500.000 đô rồi sau đó chúng ta giàu, chúng ta như mấy ông admin mua nhà lầu mua xe đó. Là các bạn đang xác định sai mục tiêu rồi, các bạn đang sai rồi, có nghĩa là các bạn đang có những viên đạn tốt mà các bạn đang bắn xa con mục tiêu rồi, bắn xa con mồi. Thật sự nói với các bạn, những cái người mà như chúng tôi trade mỗi ngày kiếm 500, 1.000 là có, nhưng không phải là làm giàu từ cái đó, là bởi vì đó là cái bài phép, cái phép cộng. Có nghĩa là hôm nay cô thắng thì ngày mai khả năng cô có thể cô thua lại. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là những, tức là bọn trader chuyên nghiệp đó, nó đã vượt qua cái ngưỡng như các bạn, như cái bọn player ở bên ngoài là gì, là bọn player ở bên ngoài hay có một câu là xài tiền dễ mà kiếm tiền khó quá, chúng tôi dẹp câu đó. Đối với chúng tôi là kiếm tiền cực dễ, giữ tiền mới là khó. Một ngày chúng tôi có thể kiếm được 1.000, 2.000, có thể kiếm được 10.000, 5.000, nhưng trong tuần đó thắng hay thua là chưa biết à. Nhiều khi hết một tuần, hết một tháng thua lại là sự thật. Cho nên cái vấn đề là khi mà các bạn thắng được càng nhiều tiền, các bạn phải biết cách giữ, phải biết cách giữ, biết cách sử dụng dòng tiền, đưa nó vào dòng tiền dương, thì đó là cái bài hệ thống giao dịch số 1 vừa rồi anh em học viên học rồi đúng không ạ? Và các bạn áp dụng cái đó thì trong dài hạn, bèo nhất 3 tháng, không cần 3 tháng, 1 tháng thôi là thấy có lời, có tiền rồi đúng không? 3 tháng, 6 tháng thì tài khoản các bạn mới tăng nhiều, mới có chuyện là mua nhà, mua xe. Chứ đừng chăm chăm vào cái việc phân tích kỹ thuật mà các bạn, cái phân tích kỹ thuật là bắt buộc phải có, là cái cơ bản rồi. Và chúng ta đừng đừng nghĩ, chúng ta xác định rõ cái mục tiêu, cái bản đồ tổng thể trong thị trường này, và đừng chăm chăm vào phân tích kỹ thuật để đánh. Là tại vì sao? Tại vì nếu như chúng ta có được một cái năng lực thắng được nhà cái thì sẽ có những hôm chúng ta thua lại. Cái vấn đề là khi mà chúng ta thua là chúng ta biết chúng ta đang ở cái giai đoạn nào, sóng nào, chúng ta thua chúng ta nên ngừng lại không, hay là cây cú mà chúng ta vào tiếp rồi chúng ta lại thua nhiều hơn không. Tại vì rõ ràng chúng ta nhìn ba cái chart này là từ 1 phút, 1 giờ cho đến 15 phút, tất cả những cái này nó đều không phải ngẫu nhiên. Ngay những cái đỉnh đáy này nè, chúng ta mua là ngay đây luôn, và làm gì có một cái giá thị trường đặt sẵn chờ mua chờ bán ở đây mà các bạn. Các bạn thấy của nó hợp lý không? Bởi vì những cái này là sàn nó đánh, nó tính rồi,
nó tính là các bạn có đánh với nó thì các bạn luôn chấp điểm nó. Thế là rõ ràng chúng ta không ngồi cùng mâm với thằng nhà cái, đúng không? Chúng ta không ngồi cùng mâm với thằng nhà cái. Thế thì ai nói với các bạn là nếu như vào thị trường này các bạn nhắm con mắt, các bạn đánh buy sell bà nó, các bạn cũng có tỷ lệ năm ăn năm thua, là thằng đó đất biết gì về nhà cái. Thằng đó chắc chắn nó chưa bao giờ nó làm cho sàn. Chắc chắn đó các bạn. Nó làm ở sàn rồi nó sẽ biết là làm có chuyện mà các bạn được được vé mà ngồi cùng bàn với nó, được ngồi cùng mâm ăn cơm với nó. Các bạn đang chấp điểm nó, các bạn đang đánh bài cào với nó, các bạn đang chấp nó 2 điểm là bèo 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 là 2 điểm. Nếu các bạn không có phân tích kỹ thuật thì các bạn chấp đâu đó nó 5 điểm chứ không phải 2 điểm đâu. Các bạn thấy ghê không? Bây giờ anh em mình phân tích kỹ thuật các kiểu rồi mà còn phải chấp nó một đoạn kiểu này nè. Bây giờ ví dụ cái giá này cô đang thấy tăng, cô vào múc ngay một cái nó tính ngay giá trên đây. Thì bây giờ con này nó căng lên tới đây, nó căng lên tới đây thì đố các bạn là coi hòa hay là coi lỗ. Giá đường giá mà nó lên được tới đây thì lúc đó cái giá xanh của tôi á là nó vào ngay cái chỗ này vẫn lỗ phí. Giá về đúng cái entry trên đây tôi vẫn lỗ phí. Nhưng các bạn nhìn là giá mà nó lên tới đây nha, giá nó lên cái chỗ này nha, và lúc đó cái đường xanh này nó sẽ nằm ở đây nè, và cái đường đỏ nó múc chỉ trên này nè, đúng không? Bây giờ nè, hình dung nha, giá nè nó lên tới đỉnh này thì lúc đó cái đường xanh này nằm ở đây và cái đường đỏ này nó nằm trên cái đường EMA màu màu đen trên đây, đúng không? Nó nằm trên đây. Thế thì nếu như tôi kỳ vọng vào giá nó lên tới đây mà tôi mua thêm nữa để giá nó lên, dự kiến là giá nó lên chạm EMA đen này nó bật xuống cho nên tôi buy tiếp, thì lúc đó tôi mà buy thêm một cái là thành ra tôi buy trên luôn cái đường EMA đen này, là lời hay lỗ? Lỗ tiếp nữa, đúng không? Tại vì phân tích của anh em mình là giá nó lên ở đây, nó chạm cái đường EMA màu đen xong nó rớt xuống, mà lúc đó giá đang ở đây mà anh em mình đặt một cái lệnh buy là nó tính trên này nè, nó tính trên cái đường EMA đen nè, thành ra giá nó có lên đúng theo phân tích kỹ thuật của anh em mình xong nó rớt xuống thì anh em mình cũng có ăn được không? Đâu ăn được đâu, tại đang chấp điểm đó mà. Đến đoạn này các anh em nghe không chưa, hiểu chưa? Anh em mình đang chấp điểm đó mà, cho nên thành ra phân tích kỹ thuật chuẩn không có nghĩa là các bạn có tiền, đúng không? Không có nghĩa là anh em mình có tiền, nó là hai phạm trù khác nhau. Và những thằng sàn nó có cái hai cái công cụ, một cái công cụ là cái stress, nó sẽ giãn cái stress này ra, là một công cụ. Công cụ thứ hai là công cụ phí, phí broker, phí phí qua đêm, phí các kiểu, để làm gì biết không ạ? À? Nếu như các bạn may mắn các bạn thắng được trong đây thì nó các bạn cần phải cho nó thêm một ít phí. Mà các bạn đánh cái này là các bạn ăn cái gì? Các bạn ăn ăn cái gì? Các bạn ăn USD đúng không? Các bạn ăn USD mà các bạn cho nó thêm phí là các bạn bị trừ thêm USD. Lại là một câu chuyện chấp điểm nó, đúng không? Lại là một câu chuyện chấp điểm nó. Đúng không ạ? À? Giả sử bạn bóc bài bạn được 7 nút. Bạn may mắn bạn bóc bài, bạn phân tích kỹ thuật xong bạn bóc bài bạn được 7 nút. Bạn được 7 nút, bây giờ mà bạn muốn thắng thằng nhà cái. Bạn muốn thắng thằng nhà cái thì nhà cái ít nhất là phải mấy nút? Ít nhất nha, bạn muốn thắng nhà cái ít nhất là nhà cái phải mấy nút? Giả sử chúng ta phân tích kỹ thuật giỏi nè, chúng ta bóc được một 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 ba lá bài được 7 nút nè, đúng không? 7 nút đâu có dễ bóc đâu, bóc được 7 nút. Thì bây giờ nếu chúng ta chấp nó 2 điểm thì chúng ta muốn thắng được nó thì ít nhất nhà cái phải 4 nút. Mà tỷ lệ nó bóc 4 nút dễ hay là khó? Lúc này tỷ lệ mà nó bóc được 4 nút á là bao nhiêu phần trăm ạ? À? Chỉ có 40% thôi. 40% thôi thì các bạn thấy là rõ ràng chúng ta lại chấp điểm nó nữa. Trong khi chúng ta có được 7 nút thì nó rất là khó, đúng không? Có được 7 nút rất là khó. Chúng ta chỉ được đâu đó 30% là bóc được 7 điểm thôi. Trong khi mà muốn nó được về 4 điểm là tỷ lệ của nó lại rất là khó để bóc được 4 điểm. Chính vì như vậy cho nên chúng ta hiểu được một điều là chúng ta đánh bản chất. Tại sao mình nói cái này, ở ngoài chắc chắn với các bạn không có nào nó nói các bạn như này đâu, chỉ có những thằng mà đã làm cho sàn rồi hoặc là những thằng đánh quỷ rồi nó cảm nhận đầy đủ, nó có cái phép toán đầy đủ, nó cân đong đo đếm nó mới nói với các bạn cái này. Để hiểu cái này rồi thì chúng ta hiểu được một điều, thì chúng ta không có tập trung quá nhiều. Chúng ta hiểu là chúng ta giàu, muốn giàu là không phải tập trung quá nhiều, mỗi ngày ngồi trade được 1.000 đô 2.000 đô, không phải như vậy. Chúng ta rõ ràng chúng ta cần một cái bản hệ thống kế hoạch giao dịch, một cái hệ thống kế hoạch giao dịch mà các anh em đang học viên đang học đấy, đúng không ạ? Nó gồm có ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Cụ thể có hệ thống giao dịch đó rồi còn phải hiểu được các nguyên tắc lãi suất kép vận hành như thế nào, thì cái buổi cũ vừa rồi mình cũng mới nói rồi, đúng không ạ? À, cái đó bên học viên thì có nói
À, cái đó thì sẽ không có nói trong cái public bên bên các bạn cộng đồng. Thì hiểu được cái đó rồi thì chỉ có như vậy thì lúc đó các bạn vận hành nó, hiểu được cái nguyên tắc của nó, các bạn vận hành nó thì trong một khoảng thời gian dài, không đến nỗi dài 3 tháng, 1 tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng thì chúng ta mới gia tăng tài sản chúng ta rất là nhanh. Đúng không? Mới có cái câu chuyện là vừa rồi một bạn bạn bạn, bạn gì là bạn kia là 0,1 Bitcoin lên 0,25 Bitcoin trong vòng một tuần đấy, đúng không ạ? Mới có cái câu chuyện lòi ra chứ bây giờ làm sao mà giàu được. Tại vì nếu như chúng ta trade cái này nè, chúng ta có giỏi đi chăng nữa chúng ta đánh thắng được á, hôm nay thắng ngày mai thắng thì chúng ta cũng là cái gì, nó cũng nằm trong đây nè, nó cũng sẽ đi theo cái sóng thôi. Hôm nay chúng ta thắng đúng không ạ, nhưng những lúc này chúng ta thua, lúc này chúng ta thua. Mà nếu như chúng ta đi đều vol thì ở đây là 10 ngày thắng và 2 ngày thua, thì đi 10 những ngày này đi đều vol thì còn không 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 nói. Nhưng những cái ngày mà ngày đầu tiên chúng ta thua, chúng ta cay cú, chúng ta đã thắng được bao nhiêu ngày rồi, đúng không? Chúng ta đã thắng được bao nhiêu ngày rồi, chúng ta không chấp nhận, chúng ta thua, chúng ta lại tăng volume lên kỳ vọng ăn lại một kèo là gỡ lại hết, lúc này chúng ta lại thua tiếp. Thành ra chúng ta thua 2 ngày thôi, chúng ta có thể là thua hết tất cả những cái lợi nhuận ngày trước đó. Cho nên cái con Uniswap hồi nãy, tại sao mình không muốn phân tích là tại vì sao? Tại vì mình thấy các bạn FOMO và con nó quá nhiều. Tại vì sao? Con đó đã mang cho các bạn khá nhiều tiền, nhưng chính cái đó là cái các bạn sẽ chết. Các bạn sẽ chết. Nó giống như mối tình đầu vậy đó, các bạn sẽ không quên được nó, bỏ thì tiếc, đúng không ạ? Bám vô thì không chấm mút được mẹ gì hết đó. Càng vô là càng mất tiền thôi, mà bỏ thì tiếc. Là lúc đó đây nè, cái giai đoạn mà các bạn đánh ba con cào lao nè và có được những cái con may mắn như con Uniswap vừa rồi admin cho, đúng không, ăn được tiền là giai đoạn này nè. Đây là giai đoạn hưng phấn nè, đây là giai đoạn trong mối tình đầu của các bạn nè, sau đó mối tình đầu đi lấy chồng nè, đúng không ạ? Ngồi tiếc nè, on in nè, ức chế nè. Mà chính cái giai đoạn mà các bạn thắng này nó sẽ làm cho cái lúc mà các bạn thua các bạn không khuất phục, các bạn cay cú. Cho nên nếu như mà đang thắng mà đang kiếm được tiền thì đừng có vội mừng quá nha, đừng có lạc quan quá, tính toán làm sao cái số tiền thắng này đưa vào cái quỹ rủi ro để một ngày đẹp trời mà có ăn những cái quả SL kiểu này, có điều chỉnh như vậy thì cũng không có bi quan quá, thấy không ạ? Và đây là lý thuyết đao chứ còn gì nữa. Ừ, hình dung ạ. Đó, cái lý thuyết đao nó rất là lợi hại, nó không phải về 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 phân tích kỹ thuật không đâu, nó giúp cho anh em mình gọi là vô vi á, thực sự gọi là vô vi á, hiểu về nó là vô vi. Cho nên các bạn thấy bên cái group chat ở đây bên cái group chat, ai chưa tham gia vào cái group chat thì liên hệ ông Kenzo nha, ổng sẽ add các bạn vào cái group chat này. Trên group này thì có những cái kèo các kiểu mình cũng hay thảo luận chat trên này. Và các bạn ai mà đánh Marine thì có thể liên hệ đây, liên tạo tài khoản xong liên hệ Kenzo để add vào cái kênh Marine. Vào kênh Marine nó có một cái channel Marine riêng nữa. Hôm nay kênh bên Marine cũng ăn khá ok đấy, đúng không ạ? Cũng ăn khá khá ok đấy. Đó, bên channel cũng có. Và hiểu được cái này rồi thì các bạn đánh Forex, các bạn đánh Marine, các bạn đánh các kiểu, những cái ngày thua, những cái lúc mà thua chúng ta thua á, chúng ta đừng có cay cú mà phải cảm ơn nó, phải không ạ? Cảm ơn nó đã đến và giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại chúng ta đang sai chỗ nào. Và ai ở đây, các bạn vào trong cái group chat vừa rồi á, cái group chat này nè, thì các bạn có thể nghe lại được cái bài quản lý vốn vừa rồi mình up lên á, trên cái kênh chat này nè, trên cái kênh 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 chat này nè, có cái bài quản lý vốn, cái bài quản lý vốn. Ai vào trong đó thì nghe lại. Đây, buổi cộng đồng Zoom giải phóng tâm lý giao dịch cũng có rồi, đúng không? Đây mình làm mấy buổi lần bèo lắm cũng ba bốn buổi đó, các bạn cứ nghe lại đi. Ở đây là tổng quan thị trường là bài 1 nè. Đó, có cái bài số mình nhớ có bài số 3 là quản lý vốn, có một cái phần đây, tâm lý giao dịch và quản lý vốn bên Marine. Có một cái phần là đưa đưa cái lợi nhuận vào cái rủi ro và cái quỹ rủi ro. Thế thì nếu như cái cách quản lý vốn đó nó cũng dựa theo cái này nè, dựa theo lý thuyết đao nè. Thế thì nếu như những cái ngày mà anh em mình thắng kiểu này mà chúng ta đưa cái lợi nhuận đó vào một cái phần quỹ để khi chúng ta thua chúng ta có được một cái phần quản lý rủi ro và chúng ta đắp vào, thì chúng ta thua chúng ta có cay cú không? Đúng không? Chúng ta đâu có cay cú, đúng không ạ? Chúng ta vui vẻ với nó.
Cho nên các bạn thấy là trên bên channel có những cái lệnh mà coi thắng coi thua coi rất là vui vẻ, coi vẫn có sức coi choi các anh em các kiểu. Có nhiều trong khi nhiều bạn ở trên cái channel mà thua là tâm lý họ khác, không mà họ ức chế, họ chửi thề rồi họ các kiểu này nọ. Thì hầu hết những cái người đó các bạn cứ hỏi hòn câu thôi, tháng rồi thua nhiều không, là cái câu muôn thuở. Cái câu đó cũng giống như cái câu mà Trấn Thành hay hỏi là em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức, bây giờ bà y chang vậy đó. Các bạn hỏi những cái người đó là tháng rồi thua nhiều không, là câu bảo đảm nó phản hồi lại với các bạn là thua, chứ nó không thể nào nói cho các bạn thắng được hết. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Quay lại lý thuyết Dow nè, những cái người mà từ cái xuất phát điểm từ chỗ này nè, từ cái xuất phát điểm chỗ này nè mà đến cái chỗ này là họ thắng đúng không ạ, và thắng rất là nhiều tiền đúng không ạ. Mà những cái người mà từ chỗ này lên cái chỗ này thì bắt buộc họ lên cái chỗ này họ phải họ họ muốn được về cái đích đến chỗ này nè, thì bắt buộc họ phải chịu được cái điều chỉnh, cái cú đạp của market điều chỉnh, và họ sống được. Họ sống được xong rồi họ ngoi lên cái họ lại bị đạp tiếp nữa, họ phải còn thở được, họ phải sống được. Xong rồi mới có cái cơ hội lên được cái chỗ này. Đúng không? Thế thì khi mà những cái đoạn điều chỉnh này mà chúng ta nhìn vào những cái người khác mà họ họ không chịu được những cái đoạn điều chỉnh này, họ chửi cái lọ cái chai, chửi market rồi đổ thừa các kiểu, rồi all in các kiểu, thì chúng ta thừa biết là những cái cú điều chỉnh này dễ dàng hất họ khỏi thị trường. Hất văng họ ra khỏi thị trường. Thế thì làm gì mà họ lên được cái đây? Mà không lên được cái đây thì họ làm sao mà thắng được thị trường này? Lên tới chỗ này là nó đứt bóng bà nữa rồi, đúng không? Đây. Lên tới đây hưng phấn, xuống còn chút là đứt bóng bà nữa rồi, tài khoản cháy mẹ nữa rồi. Và các bạn có bao giờ đánh Marine có nhìn lại tài khoản của mình, ủa sao kỳ vậy? Mình đánh thấy cũng thắng nhiều mà sao thua có vài kèo là mình thua lại hết rồi. Là ở chỗ này nè. Họ không hiểu lý thuyết đâu. Và tốt nhất các bạn nên đi điều von cho tôi, là một trong những cái cách tiết chế. Tại vì sao tôi kêu các bạn đi điều von, là bởi vì khi các bạn đi điều von các bạn chỉ cần control được một cái việc là tỷ lệ vào kèo của các bạn, tỷ lệ về bờ, tỷ lệ ra kèo và chuẩn kèo chuẩn á, mà nó chỉ cần lên 7 trên trên 10 hoặc 8 trên 10 là khả năng các bạn thắng được tiền này chắc chắn, tôi gọi là chắc chắn. Nếu như các bạn đi điều von thật sự, nếu các bạn đi điều von đúng không, các bạn nghiệm lại xem. Thế thì nếu như các bạn đi điều von và có được cộng được thêm một cái yếu tố là tỷ lệ, có một cái tỷ lệ kèo, ví dụ như bên channel Marine cũng hay cho kèo các bạn ấy, mà nếu mà xét theo tuần thì sẽ có tỷ lệ thắng, bảo đảm các bạn sẽ có tỷ lệ thắng. Mà nếu mà các bạn đi điều von nữa thì chúng ta sẽ thắng, hầu như chúng ta sẽ thắng. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái gì, một cái trường thắng xác suất lớn hơn một, đúng không? Cái đó mới là cái trường thắng xác suất lớn hơn một. Các bạn đã nghe qua câu, nghe qua cái trường thắng xác suất lớn hơn một chưa ạ? Cái trường thắng xác suất lớn hơn một là bản chất chúng ta bước vào nhà cái này, chúng ta đang chấp điểm bọn nhà cái, và cái việc của chúng ta là chúng ta cố gắng chúng ta kéo điểm lại. Lúc đầu chúng ta đang chấp nó là chúng ta đang bị mức ưu thế là 3-7, mình 3 nó 7 đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải đi điều von thì chúng ta kéo được là gì, là 4-6, chúng ta có được cái tỷ lệ ra kèo chuẩn đúng không, 10 kèo mà thắng được 7 kèo 8 kèo và đi điều von, thì đó là chúng ta kéo lại được thêm gì, 4-6 lên 5-5 đúng không ạ? Đó, và chúng ta đánh lâu rồi chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm. Giờ bay là cái phần tâm lý cá nhân nè, điều chỉnh này nè, những cái cú điều chỉnh này chúng ta không không bị áp lực tâm lý nè, chúng ta vẫn sống được nè, là chúng ta kéo dừng tâm lý lên. Rồi là giờ bay á đúng không ạ, giờ săn mồi á, tại vì một con sói mà các bạn có dạy cho một con sói kỹ năng săn mồi các kiểu mà không, nó không vào trong khu rừng thì nó mãi mãi không săn được mồi, nó phải lăn xả vào khu rừng. Và một con sói lăn vào khu rừng một năm, hoặc là một con sói lăn vào khu rừng trong vòng một ngày, thậm chí một tuần, hai con trình độ nó khác nhau. Cho nên các bạn có học bất kỳ thầy bà nào, nếu như các bạn không đi vào thực chiến, các bạn không bao giờ các bạn khá lên được, và các bạn phí tiền thôi. Chính vì như vậy cho nên tôi mới nói là cái khóa học vừa rồi của bên kênh học viên, tôi nói là nhiều bạn cứ cứ thần tượng là à vào học cái phân tích kỹ thuật xong học cái hệ thống giao dịch của anh là sẽ pro lên, sẽ kiếm được tiền trong thị trường này. Thật ra cái đó nó chỉ chiếm 20% trong giá trị khóa học thôi. Giá trị khóa học nó nằm ở cái chỗ là mỗi tuần tôi có 3 buổi Zoom giống như vậy nè. Tôi kèm các bạn đồng hành mình với tôi. Ví dụ à, phân tích đồng euro các kiểu nè nè, chạm nè, bật lên nè. Và tại sao chạm bật lên?
có những cái tiêu chí gì. Cái đó là luyện giờ bay đó, có nghĩa là các bạn học cái kỹ năng săn mồi xong rồi các bạn sẽ cùng với tôi đi săn mồi luôn và thắng thua nghiệm lại xem ông này ông dạy mình là đúng hay là sai, có kiếm được tiền thật sự như ông nói hay không, đúng không ạ? Đó là cái thực chiến đó, và cái đó mới là cái mà các bạn suốt bao nhiêu năm nay các bạn đi tìm, chứ không phải là bỏ bỏ một cái khóa học. Các bạn thấy là mình thấy cái nhiều người ở trên mạng có những khóa học mới đây nhất, có khóa học mình thấy có khóa học ngất cao ngất trời 3.000 mấy đô, trời đất quỷ thần, tôi nhìn cũng mắc cười. Tại vì bản chất những cái đó là các bạn bỏ tiền để mua sách giáo khoa, và các bạn học xong rồi các bạn trả sách giáo khoa lại cho thầy bà, thậm chí đốt đem uống cũng không nhớ được, và không có cái thực chiến. Cái cần là các bạn không phải cần những cái sách giáo khoa đó, mà cái chúng ta đang cần là cái gì, là cần một cái người đi trước, họ có thể họ kiếm được tiền trong thị trường này và họ kèm mình, họ đi đồng hành với mình, họ sẽ rút ngắn cái lộ trình. Ví dụ từ đây có người lên cái ngưỡng trader chuyên nghiệp mất 3 năm 5 năm, nhưng nếu như có một cái người mà kèm đốt cháy giai đoạn đi đi giúp họ, đi cùng với họ, thì có thể họ sẽ rút ngắn thời gian hơn, đâu đó khoảng 3 tháng 6 tháng tùy mỗi người, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn thấy trên trên cái anh em học viên cũ, hay bạn Phong bạn Dũng đó, các bạn ấy vào đâu tới 6 tháng đâu, đúng không? Đấy, nhiều lắm là 7 tháng không tới, thì rút ngắn giai đoạn đó. Và level và nhìn lại level bây giờ với cái phiên bản trước đó của các bạn đó, chúng ta giật giật mình là khác hẳn, cái tâm lý cũng khác hẳn, tâm lý rất là cứng, đúng không ạ? Cái đó chính là cái giờ bay, và cái đó là cái gì, cái đó chính là cái 50% mà anh em mình không hiểu nè. 25% là phân tích kỹ thuật, đúng không? 25% là phân tích cơ bản, và 50% là nằm ở cái chỗ tâm lý cá nhân nè, tâm lý này nè. Thì trong cái 50% này nó có tâm lý cá nhân, đây là cái giờ bay nè, và một cái nữa là tâm lý đám đông, là tức là chúng ta phải phân tích được là ví dụ bây giờ nếu như Bitcoin mà nó về cái giá 16.000 đô thì điều gì xảy ra. Chúng ta phải phân tích được là từ cái ngưỡng 16.000 đô đến bây giờ lã mất bao lâu, liệu người ta những cái đám mà đã mua 16.000 đô còn giữ hàng hay không, hay là bây giờ nó chết bà nó hết rồi, nó xả hàng hết rồi, nó không còn giữ hàng nữa. Thế thì nếu như giá mà lên cái ngưỡng 16.000 hay 19.000 đô thì có sợ tụi nó xả xuống đầu anh em mình hay không, hay là vốn cái ngưỡng đó không còn hàng để xả nữa, mà đó chỉ là cái vết cũ, một cái giá cũ thôi. Tức là chúng ta phân tích được cái tâm lý của đám đông là như vậy đó, thấy không ạ? Và hai cái này là hai cái mà bọn trader chuyên nghiệp hơn chúng ta, và trader nó hơn với nhau là ở chỗ này, hơn với nhau chỗ này, chứ nó không hơn với nhau cái chỗ phân tích. Bởi vì chúng ta có phân tích chuẩn đi chăng nữa mà cái này không có thì cũng không có tiền, không có tiền, hình dung không ạ? À? Đó, và đó là một cái sự thật trần trụi về thị trường này. Nhiều người nói, nhiều người không biết á, không biết về những cái nguyên tắc nhà cái này đó, họ không hiểu cái tổng quan này đó. Họ nói làm gì mà có chuyện trade forex mà giàu, cô trade cô nghèo chết mẹ luôn, cô trade cô 5 3 5 5 năm cô toàn là bán nhà không à. Nó nói đúng đó các bạn, nó nói đúng đó. Tại vì họ chỉ biết làm phép toán cộng không à. Các bạn hỏi các anh em học viên đi, các anh em học viên là làm cái phép toán nhân đó, nó ăn lãi một lần là nó lãi kép đó, chứ nó không phải là, mà nó không phải lãi kép nha, nó lãi triple á, nó lãi hơn lãi kép luôn á. Tức là lãi lãi ra lẻ ra lãi, và lãi đó là lẻ ra lãi và lãi nữa. Gấp 3 gấp 4 lần chứ không phải là lãi kép như các bạn ngoài nghĩ đâu. Còn những người không biết là đại học phân tích kỹ thuật xong rồi đánh Marine, biên bông, Forex, Snap, X các kiểu rồi. Các bạn giỏi các bạn thắng được, một ngày đẹp trời các bạn thua. Và cái đó là phép cộng và phép trừ. Các bạn chưa làm được phép nhân. Lơ mơ làm phép nhân mà làm lộn phép chia còn thấy mẹ nữa, còn vui nữa. Là vừa rồi là gì? Đã đánh oncoin đó, đánh oncoin là làm phép chia đó. Đúng không ạ? Cái buổi đó có nói chưa nhỉ, cái vụ oncoin cô nói chưa nhỉ, đánh oncoin cô nói đùa, cô hay nói đùa là đánh oncoin cái rủi ro đánh oncoin nó còn cao hơn cả rủi ro tham gia giao thông Việt Nam nữa đó. Đánh oncoin là làm phép chia đó các bạn, chứ không phải làm phép nhân đâu. Thì hoài đấy, đánh oncoin là làm phép chia đó. XRP con yêu nghiệt XRP bao nhiêu lần, phải không ạ? Rồi à, đó đó là cái nội dung. Đó là cái nội dung về cái phần tâm lý giao dịch này. Bởi vì bạn bản chất thật sự cái phần tâm lý giao dịch này có thể sẽ mất đến 2 buổi, nhưng mình sẽ cố gắng mình nói gọn lại cho các bạn hiểu, nhưng mà sợ nói gọn lại này lại không có các bạn không có thẩm thấu được. Một trong những cái tâm lý giao dịch đó là mỗi ngày đều phải có kèo,
vào lệnh với tần suất cao. Các bạn xem lại tài khoản của các bạn, hầu hết những cái người mà đã có được cái bề dày thành tích là đánh cháy tài khoản á, các bạn xem lại tài khoản các bạn, cái history trade các bạn xem lại xem, các bạn luôn rơi vào hai trường hợp, một là đi nhiều lệnh, hai là tăng volume. Xem lại xem, không thoát được. Có ai bị cháy tài khoản mà không rơi vào hai trường hợp đó hay không? Nếu như có, nếu như có thì giơ tay, cô mời lên cô làm admin cho cái group Rickit. Có ai chưa ạ? Còn rơi vào hai trường hợp đó mà không có thoát được, chắc chắn các bạn không thoát được. Thế thì chúng ta dùng cái tư duy của bọn Do Thái, chúng ta tư duy ngược thử xem, nếu như chúng ta không không để mình rơi vào hai trường hợp đó thì tỷ lệ thua chúng ta có không? Tỷ lệ thua chúng ta không có, nếu như có cũng rất là thấp. Trừ khi nào chúng ta có là khi sàn nó scam chúng ta hết. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc là chúng ta thứ nhất không tăng volume đi Devon, đúng không? Cái thứ hai không đi nhiều lệnh, xong tỷ lệ thua của các bạn sẽ được giảm hẳn, không kinh đúng không? Test đi. Và tôi đã test cái trường hợp đó là hệ thống số 4 mà chúng ta đã học đó. Đây nè, ai nói là đánh 99 lệnh khó đâu, cô đánh hoài luôn á. 99 lệnh xanh khó đâu, cô nói thẳng với các bạn luôn, cái lệnh SL này nhiều khi là cô không SL cũng được, thấy không ạ? Tại vì cô không muốn nó hoàn hảo là 100, không muốn nó hoàn hảo. Bởi vì nếu như mà cái gì hoàn hảo quá thì các bạn nên nên lo đi, các bạn nên lo đi. Ví dụ các bạn ra ngoài đường, các bạn gặp gặp cô gái đẹp nào mà ba dòng đều lý tưởng, nhà giàu đúng không ạ? Ba dòng đều lý tưởng, cấu hình ngon đúng không ạ? Nền tảng tốt, nhà giàu nữa, các kiểu đẹp nữa mà nó yêu các bạn nên lo đi, bởi vì nó quá hoàn hảo, không hợp lý, không hợp lý. Cho nên đó, các bạn thấy không? Một loạt lệnh xanh, cái kiểu này của nó các bạn trong vòng 3 ngày của đi 100 lệnh xanh cho các bạn coi, không hề khó, không hề khó, là sự thật. Tại vì sao? Cô hiểu cái nguyên tắc là cô né những cái rủi ro mà cháy tài khoản, là tự nhiên là cô không bị cháy, mà không bị cháy tài khoản của xanh liên tục. Mà bây giờ tài khoản tôi 2 ngày 3 ngày lên 10%, 20% thì càng lúc cái tài khoản của càng tăng dần, thì tỷ lệ thua cô có không? Tỷ lệ thua cô càng là giảm dần, tại vì cô đi Devon mà. Anh em hình dung không? Tại vì cô đi Devon mà, đây mà, tài khoản bây giờ đang là 149 đô, bây giờ lên 173 đô rồi. Thì nếu như cái đà này nó tăng dần lên mà tôi cứ đi điều vol là 0.01 thì đời nào cô cháy các bạn. Các bạn không tin, các bạn đánh tài khoản 500 đô hoặc là 1.000 đô, các bạn đi 0.01 thôi, các bạn đi các bạn coi nó có cháy hay không, tỷ lệ cháy cao hay không. Đánh giống như không đánh. Có nhiều người nói trời em nằm 1.000 đô kia em đánh 0.01, đánh làm gì? Cái đó đánh vì đam mê chứ đâu phải đánh vì tiền bạc. Đúng rồi, đánh vì đam mê thiệt, nhưng mà đánh vì đam mê lại có tiền, còn đánh vì tiền người lại không có tiền. Đó, nó nghịch lý như vậy, thấy không ạ? Và cái bệnh, một trong những cái bệnh là cứ mỗi ngày đều phải vào kèo, là nó rơi vào cái trường hợp là phải vào nhiều kèo. Nếu như sáng mở mắt ra mà, hoặc là các bạn thấy trong group chat hay một cái cộng đồng nào đó, người nào mà hỏi là hôm nay có kèo gì hay không, hôm nay nên buy hay sell đây các admin, là các bạn hỏi ngay nó thêm một câu cho tôi là tháng vừa rồi thua hơn nhiều hay ít, thua nhiều lắm không? Chắc chắn với các bạn nó thua, nó không có nói với các bạn nó thắng được đâu. Nó mà nói thắng là một cái điều phi lý, tại vì nó rớt vào cái trường hợp mà hai trường hợp mà nãy anh em mình nói đó, là khát nước, là khát kèo, là những con bạc cần phải đánh bạc. Những người đó đánh vì đam mê chứ không phải đánh vì tiền bạc. Những người đó vào là cho có cảm giác thôi, mà đã cảm xúc rồi thì phải lấy tiền bù đắp vô hết. Cái thứ hai, một cái tâm lý nữa mất tiền, đó là chỉ thích free, miếng format ngon chỉ có trên bảy chuột. Cái tâm lý này nó được thể hiện ở cái đám đông mà các bạn thấy ở ngoài thị trường, nhiều người bỏ tiền vào chơi những cái trò MLM. À, những cái dự án Gold Time vừa rồi đó, Nguyễn Khắc Đồi gì đó, cái kênh 7 người được được may mắn khởi tố lên rồi đó. Đó, thấy không ạ? Là những cái người mà thích bỏ tiền vào một cái dự án nào đó và có lãi, hay là huy động vốn nhờ người ta trade hồi đó. Những cái đó cực kỳ rủi ro. Và bản chất thị trường này các bạn xác định giùm tôi. Bản chất thị trường này các bạn xác định giùm tôi. Anh em mình vào thị trường này là vì mục đích gì? Toàn bộ mọi người vào thị trường này không vì một cái nền tảng, là một cái đồng nó sẽ là có nền tảng tốt cho tương lai, nó sẽ giúp ích cho nhân loại. Không có chuyện đó. Cô nói luôn bà mẹ nó, các bạn vào con XRP, các bạn là cái con mà điển hình nhất, thể hiện tâm lý rõ nhất. Các bạn vào xong rồi nó lên, bây giờ ai mua XRP mà cô nói gồng được 50%, cô lạy X2, cô lạy.
Tại vì lịch sử của nó đã làm biết bao nhiêu người choáng váng rồi, thì bây giờ bạn có mua XRP mà có vì nền tảng của nó là ngân hàng mà nó chỉ cần lên 50% là bạn chốt bà nó rồi. Chốt rồi. Đợi X2 không có năng lực gồng X2 đâu, tại vì lịch cái quá khứ của nó lên xong nó rớt biết bao lâu rồi. Chính vì như vậy cho nên chúng ta xác định một điều là chúng ta vào thị trường này thằng nào cũng kiếm tiền đó. Thế thì chúng ta xác định là chúng ta vào thị trường này đã kiếm tiền đúng không ạ? Thì đừng có kỳ vọng là có một thằng nó đưa cái miếng format cho mình ăn dễ dàng. Không có, toàn là bẫy trên đó không à. Là sự thật đó. Tại vì không thông cái này thì anh em chỉ mãi mất tiền thôi. Những cái người mà không hiểu được một cái đạo luật, một cái luật đơn giản như vậy là chúng ta chỉ có bị ăn ăn bẫy chuột thôi. Chứ chúng ta không có ăn được format. Muốn ăn miếng format này bạn phải có năng lực. Bạn phải có tư duy tài chính. Nhìn cái miếng này phải biết là có bẫy trong đó hay không có bẫy. Còn không cứ kỳ vọng là vào cái game này ngon hoặc là vào được tặng những cái đồng coin này ngon nè là bẫy đó. Ví dụ như vừa rồi cô nói luôn, các bạn thấy không, ai đã từng ăn con Uni Uniswap, ăn cái con đó sướng không ạ? Sướng xong rồi các bạn có dừng lại không ạ? Các bạn sẽ cái động thái tiếp theo khi các bạn ăn là các bạn cảm ơn admin, mà muốn có những kèo như vậy cho nữa nha, đúng không? Hoặc là bây giờ không cần cảm ơn, cô cho một cái con kèo, cô ghi thêm một câu con này tương tự như Uniswap, các bạn vào không? Bảo đảm các bạn những cái người mà đã ăn con Uniswap, bây giờ cô cho một cái kèo mà cô nốt thêm câu con này tương tự như khả năng nó sẽ như con Uniswap, các bạn vào ngay, các bạn vào ngay, tại vì những cái người mà đã thắng được trong thị trường này họ bị phê thuốc rồi, đúng không ạ? Họ phê mà chữ E kéo dài luôn á, cô hay nói đùa như vậy cho các bạn nhớ đó. Là bởi vì các bạn đã thắng được rồi thì các bạn không ra khỏi cái thị trường này đâu. Cổ nghiệp, cái đó gọi là cổ nghiệp rồi. Không bỏ được cổ nghiệp. Mà chính những cái người như vậy là những người thua. Còn những cái người mà thắng rồi biết rút ra khỏi thị trường này, lấy cái tiền đó mua vàng như tôi. Mua vàng như tôi thì khác à. Đó, một cái ví dụ. Đúng không? Cho nên cảnh cáo giùm. Cảnh cáo giùm, tại vì đơn giản thôi, bạn không cảnh cáo thì market nó thu phí nó chừng nào bạn cảnh cáo thôi, bạn chọn đi. Đúng không ạ? Cái thứ ba là cái vị thế trong giao dịch. Cái vị thế trong giao dịch. Tức là chúng ta phải kiên trì, chúng ta tìm một cái điểm entry đẹp. Nếu không đẹp không vào hết. Đấy. Các bạn hỏi là thầy mua vàng chỉ số hay vàng thật? Vàng thật. Tất cả những cái chỉ số mà các bạn đánh forex, đánh bing bong, đánh BKC, cô nói luôn. Bây giờ cô nói là các bạn mua con EKH đi. EKH các bạn mua giá 300 đô, bây giờ giá nó đang là 385 đô, các bạn lời hay lỗ? Các bạn trả lời cô đi, các bạn lời hay lỗ? EKH các bạn mua giá 300 đô, bây giờ lên giá 385 đô rồi đó, các bạn lời hay lỗ? Thấy không ạ? Các bạn lời hay lỗ? Khi nào ra tiền Việt Nam đồng mới biết là lời nha. Ai nói lời là sai đó. Tại vì bản chất những cái này là chỉ số. Bạn có chắc là lúc mà bạn rút tiền ra, tiền nó về Việt Nam, về 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 Việt Nam đồng của bạn không? Hay là bây giờ bạn bán xong rồi á, bán xong rồi ra USD á, mà bây giờ đang 385 phải không? Bạn bán xong nha, nó bụp một cái nó lên 400. Nó lên 400, nó hỏi bạn mày vô lại không? Nó không, tao lời tao không vô nó đâu. Không vô đúng không? 400 lên 420 đô, vô không? Không vô nữa hả? 430 đô mà vô không? Bảo đảm là máu lên, vô liền. Và vừa vô, vô xong đúng không? Tao rớt chơi gì đó. Vô xong là nó rớt. Ai bị qua rồi? Ai bị qua rồi? Là bởi vì cái lúc đó chúng ta mua, chúng ta không có điểm dừng. Các bạn đồng ý không? Chúng ta chơi cái trò này chúng ta không điểm dừng. Các bạn tự vấn thân lại, có ai nói với là tôi đứng trước phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi đặt mục tiêu trong năm nay bỏ 100 chai vô vào tháng 1 chơi Bitcoin đúng không ạ? Đến cuối tháng 12 rút tiền ra chốt lời lỗ, có ai làm được điều này chưa? Chưa. Toàn là bữa nay có rượu, bữa nay uống đúng không ạ? Như cái kiểu kiếm hiệp á, có nghĩa là bữa nay có kèo bữa nay ăn, ngày mai thua thì buồn, bơm tiền vô đánh, nhưng mà đánh cũng không biết điểm dừng nữa. Và hầu hết những cái người mà tài khoản của họ con nào cũng mua, cô nói luôn với các bạn, những cái người đó không có điểm dừng. Các bạn biết tài khoản cô chỉ có mua có ba con à, mà mỗi con không dưới 10.000 đô. Anh em học viên biết rồi đúng không? Bữa cô show cho coi đấy,
ADA cũng mua bao nhiêu à? Đó. Mua vài con à. Và tại vì cô có điểm dừng. Và khi mà cô dừng cô chốt rồi thì tiền đối với cô bây giờ mua 300 mà lên 385 đô cũng không phải là lãi. Khi nào cô chốt xong ra dưới DK, dưới DK cô đổi Việt Nam đồng tiền về túi cô thì mới là lãi và mới là tài sản. Còn những cái mà chúng ta thấy là tất cả là chỉ là chỉ số hết và nó là ánh trăng lừa dối hết. Một cái ví dụ là các bạn đánh Hedgecoin chưa? Các bạn biết có cái Hedgecoin thần thánh chưa? Hay là Bitconnect thần thánh không? Giá nó tăng cao đó, các bạn có lời được hay không? Các bạn có rút ra được hay không? Đâu rút được đâu. Đó là trong ngành tài chính nó gọi là gì ạ? Lợi nhuận ảo trên giấy. Các bạn có thể nghe là cái câu chuyện là bông hoa tulip. Nó có cái từ rất trong đó có rất nhiều từ tài chính mà nó rất là hay, các bạn cực kỳ hay, các bạn nên nghe. Ai chưa nghe thì các bạn có thể lên lên cái channel này nè, Thư viện kiến thức tài chính nè. Trong đây cô có up cái file về cái bông hoa tulip á, các bạn cứ cứ search lên đây. Vào đây nè, vào cái mục file nè. Trong đó nó có một cái file, một cái bài một về cái bông hoa tulip. Hiệu ứng hoa tulip. Bong bóng á, bong bóng hoa tulip, và nó có một trong những từ mà khá hay là lợi nhuận ảo trên giấy. Cái đó nó nói lên là chúng ta thấy trên đây chúng ta chỉ số thôi. Tại vì nếu mà các bạn hiểu cái này rồi thì các bạn đánh forex hay các bạn đánh marine á mà giá nó lên như vậy thì các bạn có vui không? Vui gì? Chốt đi, tiền về túi mới vui. Còn giá nó lên đừng có mừng mừng quá, nó xuống liền đó. Cho nên cô hay nói một câu là có lãi không chốt thì chờ Chu Đức Việt. Là như vậy á. Là bởi vì những cái chúng ta thấy là những ánh trăng lừa dối thôi. Nó chỉ là cái lợi nhuận ảo trên giấy thôi. Tiền về túi mình mới là của mình. Mà nhiều khi tiền về túi các ông chưa chắc là của các ông đâu, của bà vợ của vợ các ông á. Rồi, cái vị thế giao dịch này nữa cực kỳ quan trọng, ở thêm một phần quan trọng, một phần khá quan trọng là cái vị thế giao dịch này chúng ta phải quay lại cái bài cũ là chúng ta phải xác định đây là nguồn tiền đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Tại vì khi chúng ta xác định được cái nguồn tiền đầu tư ngắn hạn với dài hạn thì chúng ta sẽ có một cái vị thế giao dịch tốt. Ví dụ chúng ta xác định chơi Bitcoin, rõ ràng là chơi Bitcoin không thể nào mà làm giàu trong một ngày hoặc một tuần rồi đó. Đúng không? Thậm chí cả một tháng nữa chúng ta chưa chắc chúng ta là X2 được chơi Bitcoin, chơi Xtrend á. Thế thì chúng ta bỏ tiền vào, chúng ta phải xác định đây là một cái khoản đầu tư dài hạn chứ không phải làm giàu trong ngắn hạn. Nếu như vậy thì đừng có đi vay xã hội đen. Đi vay xã hội đen là đi vay nặng lãi, là cái vị thế giao dịch của bạn khác hẳn liền. Cái vị thế của bạn lúc nếu như đi vay thì cái vị thế của bạn là một cái vị thế đang gánh một quả cọ, và quả cọ này nó sẽ nặng theo thời gian. Bạn bạn gánh quả cọ càng lâu thì sức bạn chỉ có càng xuống thôi. Đúng không ạ? Hoặc đi vay huy động vốn đánh chết. Tức là vị thế giao dịch không có. Đúng không? Vị thế giao dịch không có. Hoặc bên kênh học viên đã học cái hệ thống số 1, đã học cái những cái hệ thống giao dịch nguồn tiền dương rồi thì rõ ràng cái đó chính là cái gì? Cái đó nó chính là nó thay thế cái nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cái vị thế giao dịch của các bạn. Và các bạn thấy là cô chỉ cần cô thay đổi cái vị thế giao dịch cho các nhà đầu tư thôi thì các bạn thấy cái tỷ lệ thắng của cái hệ thống giao dịch nó cao không? Phải nói là cực kỳ cao và không hầu như là không có tỷ lệ thua, trừ khi sàn sập thôi. Đúng không? Trừ khi sàn sập hoặc các bạn không kỷ luật thôi, chứ các bạn tuân theo kỷ luật là hầu như tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Tại vì tất cả những cái hệ thống đó nó đều có cái trường thắng xác suất lớn một được cài vào hết rồi. Sắp tới nếu như offline nếu như offline thì mình sẽ nói về cái chuyện thắng xác suất lớn một sẵn offline thì nói luôn ở Hồ Chí Minh thì sắp tới sẽ có thêm một cái buổi offline á, có thể sẽ có một cái buổi offline vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật gì đó cho cộng đồng. Còn bên học viên thì muốn làm một cái offline 2 ngày ở ngoài Vũng Tàu resort luôn. Đi xa thì đi cũng được, đi gần chỉ có đi được Vũng Tàu thôi. Thuê nguyên cái resort, nguyên cái villa lớn, có hồ bơi các kiểu cho các anh em học viên ra đó ôn luyện. Nhưng mà bây giờ lại bão nữa. Đấy. Và cái buổi offline của cộng đồng thì sắp tới, nếu mà có làm offline thì chỉ có dành cho các anh em join vào cái team Marine thôi. Tại vì thực ra mình cũng muốn sàng lọc. Ví dụ các bạn đăng ký tài khoản, các bạn join vào cái team Marine này nè, thì mình sẽ báo cái offline trên đây. Thì chỉ có những anh em trên đây tham gia thôi. Chứ còn các bạn tham gia bên cộng đồng hoặc là trong cái group này có thể các bạn cũng sẽ không không tham gia được, không tham gia được. Tại vì thực ra là mình muốn hạn chế, bởi vì nhiều cái muốn làm cho cộng đồng lắm nhưng mà các bạn thấy rồi đó, cộng đồng nó quá nguy hiểm, có nhiều vấn đề lắm, làm xong còn ăn đạn không, cho nên riết rồi chả muốn làm sàng lọc mấy lần như vậy.
và chỉ nên đưa những cái kiến thức đến cho người thật sự cần, chứ không nên đưa cho những người cầu ngầm hay là dùng cái đó rồi đi dùng kiến thức đó rồi đi làm những việc khác, không nên, phải không ạ? Rồi đó là cái bài về vị thế giao dịch, đúng không? Và cái vị thế này chúng ta làm, anh em nhớ là cash ra tiền Việt ở các cân băng mới là lãi nhé, mà lúc nào cash hú mình. À đúng rồi, ở bên 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 kênh học viên có một bạn là thương nhân, bạn này khá ok, cái là bạn Quang Lê, ca sĩ Quang Lê, bạn ca sĩ mà bạn cả ca cả lẻ luôn, đúng không ạ? Cho nên ai mà có giao dịch mua dưới đây thì phải liên hệ bạn này. Bạn này thì mình có thể bảo lãnh bạn được, bạn phải liên hệ bạn này. Rồi cái vị thế giao dịch của chúng ta là chúng ta đã qua được cái phần vị thế giao dịch, thêm một cái nữa là cái gồng lời và gồng lỗ, cái gồng lời gồng lỗ. Có một cái câu hỏi gọi là mình hầu như mình đi những cái offline nào ai cũng hỏi một câu đó hết, là làm sao để gồng lời giỏi mà gồng lỗ kém, làm sao để khắc phục tâm lý, anh có thể chia sẻ hay không? Cô nói luôn với các bạn luôn, một cái câu hỏi đó để khắc phục cái đó, cô chỉ các bạn một cái cách rất là dễ, rất là đơn giản mà ai cũng làm được hết. Thì câu đầu tiên cô hỏi mọi người là tài khoản mọi người còn bao nhiêu. Nếu tài khoản các bạn đang còn 1.000 đô thì các bạn phân tích những cái mà cô dạy xong, các bạn phân tích đi, phân tích xong rồi các bạn đánh ngược lại, các bạn đánh ngược lại xong rồi các bạn phải on in nha, đánh một lệnh một thôi, các bạn đánh ngược lại. Có nhiều người nói là tại sao kỳ đánh kiểu này chết chứ dẫn gì, cháy tài khoản, đi on in là cháy chứ còn gì nữa, mà còn đi ngược nữa. Đúng rồi, tại vì có hai cách để cho chúng ta khắc phục được cái tâm lý và có được cái khả năng gồng lời và gồng lỗ, gồng lời giỏi và gồng lỗ kém. Một là bạn phải đủ lâu trong thị trường này, nếu bạn không đủ lâu thì bạn phải bị cháy tài khoản vài lần để được để chững chạc hơn, đúng không ạ? Thế thì nếu chúng ta hay có một cái tâm lý là chúng ta mà có tiền có USDT hay là BTC trong tài khoản, hầu như cái gì chúng ta cũng muốn mua. Có ai ở đây đã giữ USD và BTC trong tài khoản được khoảng 1 tháng không, không mua altcoin không, có ai chưa? Không cần tháng đâu, 1 tháng nhiều quá, 2 tuần thôi, có ai giữ được vậy chưa? Hầu như không. Các bạn có tiền là hầu như các bạn phải mua gì đó. Và những người này thì thường là 1 tháng họ đi làm, họ lãnh lương xong rồi họ xài trong 1 tuần. Đúng không? Cô nói tâm lý đúng không? Hầu hết những người đó là như vậy. Và những tại vì sao? Bởi vì những người đó chưa cần trải, những người đó chưa cần nghèo. Khi mà các bạn đã cần nghèo rồi á, các bạn sẽ trân trọng cái đồng tiền các bạn. Lúc đó các bạn lãnh lương 1 tháng xong rồi các bạn sẽ không xài nhanh trong 3 ngày hoặc 1 tuần. Các bạn lãnh lương xong mà thằng bạn lãnh lương mà 10 triệu, 5 triệu, 10 triệu, các bạn thằng bạn rủ đi nhậu 3 triệu 5 triệu là các bạn sẽ không đi, tại vì các bạn trân trọng đồng tiền, các bạn ý thức được là tiền đó vợ tôi cần hơn, con tôi cần mua sữa hơn. Thế thì cái việc của tôi là cô đẩy vô các bạn rơi vào tình trạng nghèo để các bạn cái gì, để các bạn có được cái ý thức là vợ tôi cần cần tiền hơn, con tôi cần sữa hơn, phải cử động các bạn có tâm lý giao dịch liền chứ gì, đúng không? Cho nên nếu như những cái người mà hỏi cô câu đó thì thường là họ họ không có giờ bay, họ không đủ giờ bay và họ không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, họ thường xuyên bị như vậy họ mới hỏi cái câu đó. Nhưng mà hỏi cái câu đó thì tôi có trả lời cho họ, tôi có chỉ cho họ, thì bản chất họ họ không có năng lực để họ thực hiện cái đó. Thế thì chỉ có một cái con đường là giúp họ cháy tài khoản thật nhanh, họ chỉ có rơi vào cái trạng thái là hết tiền thì họ mới mới khắc phục được tâm lý đó thôi, là một cách. Cách thứ hai, kỷ luật ngay từ bây giờ. Mà nếu mà cô kêu nó kỷ luật ngay từ bây giờ nó có làm đâu, nó làm được rồi nó đâu cần hỏi tôi. Đó là phân tích tâm lý đó, đám đông đó các bạn. Cho nên đó là một cái câu chuyện quả trứng và con gà vậy đó. Cho nên nếu như ai mà hỏi cái câu đó thì cô nói luôn với các bạn biết câu trả lời của tôi rồi đó. Cứ nghèo đi, cứ nghèo một lần đi, bởi vì cái sự giàu có nó có thể đến bất cứ lúc nào. Hãy nhanh chóng mà tận hưởng cái sự nghèo khó đi. Cái giàu có nó lớn ghê lắm, nó lớn mà các bạn đỡ không nổi luôn á. Cho nên nếu mà có đang nghèo khó thì nên vui, đúng không ạ? Hoặc chưa nghèo khó thì cố gắng làm cho nó nghèo khó đi, là tự động biết trân trọng đồng tiền. Tại vì ở trên ngành tài chính này là giàu là nó phải có quá trình và nghèo là nó có lý do. Cho nên những cái người mà giàu kiếm được tiền là nó có quá trình, nó có quá trình chỗ này nè, cái quá trình mà nó thắng được tiền là nó hưng phấn nè, xong rồi nó rớt ở đây nè, nó không vội, nó hứng phấn, đúng không? Nó không vội, nó tuyệt vọng, sau đó lên lại nó cũng không có vội mà nó mua tiếp nữa, nó cũng không vội là lạc quan nữa, đúng không ạ? Nó xuống cái đây nó cũng không gọi là bi quan nữa. Đó đó là những cái người mà giàu. Các bạn thấy những cái người giàu hoặc là những cái người mà trader giỏi, các bạn để ý họ, tâm lý của họ khác, cái kỹ năng ứng phó, kỹ năng chơi game, cái kỹ năng mà đối phó hoặc là deal hợp đồng với các kiểu hay gì, các bạn nhìn tâm lý rất là dễ.
và chỉ cho các bạn một cái cách để các bạn chọn thầy luôn. Các bạn đừng mất tiền vào những cái khóa NLP, những cái khóa thầy bà các kiểu. Các bạn chỉ cần nhìn vào đúng một việc thôi, các bạn nói chuyện với những cái người đó, các bạn test họ cái tâm lý của họ vững hay không. Lâu lâu các bạn bóc họ thử, xóc óc họ thử, các bạn thử cái tâm lý của họ và các bạn thử cái cách mà họ ứng phó, họ có dễ dàng bị các bạn đẩy ngã hay không. Nếu như mà họ vững vàng thì rõ ràng họ là những cái người mà đã từng ở cái ngưỡng dưới này nè, và họ gồng được lên cái ngưỡng dưới này nè, thì những cái cú điều chỉnh này không làm chết họ. Còn những cái người mà xô lại các kiểu mà các bạn lên các bạn khè khè nó vài cái mà bắt đầu thấy nó suy sụp tinh thần hoặc thấy nó như thế nào đó, các bạn đừng, những người đó đừng, không, đối với tôi không đánh giá cao. Còn những người mà vô vi của nó luôn đó, các bạn luôn là những người vô vi, là họ diễn được rất nhiều vai, vai trẻ con cũng có. Tôi nói thật luôn, đối với bạn gái tôi hay là ai là tôi luôn là một đứa trẻ con. Cô nói thật đấy. Còn đối với cộng đồng ở ngoài, đối với ở ngoài thôi, là tôi là công ty cũ, cô làm sếp, cô làm sếp, cô nhiều nhân viên. Cộng đồng ở ngoài cô làm thầy, cô ra ngoài chơi thì nhiều người nhìn cô, người ta không nghĩ là cô già dặn. Rất là nhiều anh học viên đã gặp cô thì biết rồi đúng không ạ? Nhìn cô khác hẳn với cái cách ở ngoài cái trường. Và trên Facebook tôi là một cái nhân vật khác, và trên 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 group chat của cộng đồng cô là nhân vật khác, Telegram á, và trên cái group chat học viên tôi là một cái nhân vật khác nữa đó. Tại vì thật sự đối với mình là vô vi, thắng thua không quan trọng, đúng sai không quan trọng, quan trọng là có tiền hết đó. Và cái đó là cái tâm lý giao dịch đấy. Cái đó mình chia sẻ cái đó để làm gì, để hy vọng là các anh em hiểu được cái gốc của vấn đề nó ở đâu và không mất tiền vào thị trường này nữa. Và cái tâm lý gồng lời gồng lỗ này bản chất nó nằm trong cái giờ bay. Tại vì sao? Tại vì người ta hỏi là làm sao để gồng lời giỏi, cô hỏi các bạn này, nếu như cũng một cái chạc này là giá nó đi từ đây nó lên tới đây xong rồi nó mới đảo chiều đúng không ạ? Mà các bạn đánh 100 trận, các bạn gặp cái trường hợp này nè, các bạn gặp khoảng 30 lần thôi. Thế thì lần thứ 31 các bạn gặp nó đi kiểu này nè, các bạn có sợ không? Các bạn có sợ không? Các bạn không có sợ. Ví dụ thấy phân tích từ đây lên tới đây đúng không ạ? Phân tích từ đây lên đây nè, đã xảy ra 30 lần rồi, bây giờ lên tới đây mà nó điều chỉnh, mua thêm lên tới đây điều chỉnh, mua thêm nữa lên đúng tới đây mới bán thôi. Thế thì nó nói lên điều gì? Nó nói lên cái việc là chúng ta gồng lời gồng lỗ giỏi nó nằm ở đâu. Nó không phải nằm ở cái câu hỏi là thầy ơi anh ơi chia sẻ về bí quyết để gồng lời gồng lỗ giỏi. Nó nằm ở cái giờ bay, nó nằm ở cái giờ mà các bạn chịu thực chiến. Cho nên nhiều người mà có học khóa học các kiểu mà không chịu thực chiến, các bạn cũng không có được cái chén thánh, và các bạn đang phí tiền học phí, là sự thật. Là muốn khắc phục tâm lý gồng lời gồng lỗ giỏi, các bạn phải phải gì ạ? Phải có được cái giờ bay. Cái số 5 là kiếm được lợi nhuận của mình quan trọng hơn việc chứng minh quan điểm của mình là đúng với market. Cái này rất quan trọng với nhiều người. Nhiều người rất là lì lợm, phân tích từ đây lên tới đây các kiểu. Nếu như các bạn đánh exchange, các bạn gồng được. Tại vì sao? Các bạn không bán, các bạn không lỗ. Và các bạn xác định được, ví dụ đây là một cái kèo mà các bạn xác định được trong 3 tháng, mà cái chạc này đi trong 1 tháng, và cái rủi ro các bạn có thể gồng được tới 2 tháng 3 tháng để cho nó phân phối lại hàng, để cho nó đảo chiều đã các kiểu. Thì trong 1 tháng mà các bạn gồng nó không tới đây, các bạn vẫn gồng được. Nhưng nếu như mà rin các bạn gồng càng lâu các bạn càng dễ chết. Tại vì chúng ta học rồi, chúng ta đang chấp điểm nhà cái mà chúng ta đang đánh marine này, chúng ta đang gì? Đang vay đúng không? Đánh marine có ai không dùng đòn bẩy không, chỉ coi. Mà đã dùng đòn bẩy là vay, mà đã vay thì vay càng lâu là càng chết hết. Tại vì bạn vay càng lâu là rủi ro của bạn càng có, càng tăng lên. Ở đây ai đã xài thẻ Visa, xài thẻ ngân hàng, và các bạn xài thẻ Visa, có hỏi được các hãy hỏi các bạn câu nha, có ai xài thẻ Visa mà thoát được trong vòng 6 tháng 1 năm không? Có ai chưa ạ? Hầu hết các bạn xài, các bạn trả xong rồi lại xài xong rồi trả rồi lại xài xong trả lại xài. Là tại vì khi các bạn càng nợ của nó là các bạn bị cuốn vào cái vòng của vòng nhà cái. Cho nên các bạn nợ càng lâu là càng có rủi ro tăng lên như vậy hết. Đó. Cho nên đánh marine là nhớ có lãi luôn chốt nha. Còn exchange các bạn muốn gồng cỡ nào gồng. Các bạn muốn gồng cỡ nào gồng, nhưng mà đánh marine là các bạn phải có lãi luôn chốt. Tại vì bản chất marine là chúng ta đi vay. Exchange là không có vay. Mà vay là đừng có để nợ quá lâu. Hết nợ càng lâu là càng bạn càng rủi ro. Ở đây tôi hỏi một câu, ai đánh marine mà quỵt nợ được nhà cái chưa? Có ai không? Không, đúng không? Thế thì dễ ăn nhà cái không? Khó ăn.
nợ càng lâu càng mất phí, vậy thì càng nợ lâu thì càng rủi ro, vậy thì nhanh chóng đừng có nợ nó lâu quá, có lãi thì chốt đi. Thà nha, ví dụ như các bạn đánh ở đây, các bạn đánh ở đây, các bạn chốt KB ở đây đúng không? Các bạn ở đây các bạn có thể ít ít bao nhiêu, ít 20, ít 20, hoặc là đi thay vì đi 500 đô ở đây quốc bà nó 3.000 đô, đi ăn cái đoạn này xong là làm gì, chốt lời 3.000 đô, xuống đây làm gì nữa, hồi nãy nó ít 50 đúng không ạ, bây giờ xuống đây chúng ta thay vì chúng ta đi 3.000 đô chúng ta đi 30 đô, chúng ta ít 200, ít 300, có khác không? Nếu mà có cháy thì cháy cháy bao nhiêu, cháy cái số tiền nhỏ thôi, có nghĩa là các bạn ăn một cục tiền lớn các bạn nên rút đi. Sau đó muốn chinh phục market lên cái đây, ok chứng minh là cao đúng nè, market cao phân tích cái đây là mày đảo chiều nè, cao đúng nè cũng được đó, nhưng đi ít tiền thôi để lỡ có sai á thì không bị khốn đúng không ạ. Mình cần thấy nhiều bạn admin leader luôn à, khá già dặn trong trong thị trường này, họ gồng từ cái ngưỡng 20 đô, 20.000 đô á, họ gồng lên 40.000 đô họ mới chốt, nhưng cuối cùng không lên, nó lên đến 30 mấy ngàn đô, 38 39.000 đô, nhất quyết gồng lên 40, sau đó nó rớt lại cháy luôn 20.000 đô, mình đã cần thấy rồi và không ít. Cho nên thành ra sau những câu chuyện đó chúng ta hiểu một điều là cái việc chúng ta kiếm được tiền nó quan trọng hơn là cái việc chứng minh với market là mình đúng, nhớ cái này. Và đối với Marine nhớ có lãi không chốt, trời tru đất diệt, nhớ nha. Câu đó tôi nguyền á, tôi lời nguyền đó tôi nguyền cho học viên á, và rất là nhiều người 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 bị và cũng rất là nhiều người sợ mà chốt và đã có tiền rồi đó, đúng không ạ? Tiếp cái mục số 6, kiên nhẫn để tìm ra cái entry đẹp. Cái này á, một là các bạn kiên trì, các bạn ví dụ như con euro vừa rồi mình báo là mua ở đây nó chạy rồi, cái chạy euro mình báo mua hoặc là cái đây đi, các bạn vào các bạn phải kiên trì. Nếu các bạn ví dụ mình báo giá bây giờ đường giá nó lên đây nè, lên lên cái đây nè, giá nó hồi về cái chỗ này mới mua, nhưng nếu như từ đây lên cái đây luôn thì sao? Nhiều người hay giá lúc mà nó đang nằm ở đây nè, mình kêu đợi mua ở đây không, họ sợ họ nhảy vào mua liền luôn, mà họ thấy lên cao quá, cái lực lên cao quá nhảy vào mua liền. Thế thì để khắc phục những cái trường hợp này các bạn hãy chia tiền ra, các bạn đi 20% lượng tiền ở đây, thay vì đi đi cái lệnh này 100 đô các bạn đi 20 đô đi, xong rồi đặt 80% của các bạn chờ ở đây đi, tại vì các bạn đang sợ nó lên luôn không đón các bạn đúng không, thì đi đặt ở đây và ít nhỏ thôi để cái lúc mà nó hồi về ở đây nè chúng ta không bị cháy tiền, hoặc có bị cháy cũng chỉ cháy 20% tiền thôi, thì lúc đó chúng ta bắt được một cái lệnh ở đây lên, hiểu không ạ? Và chúng ta rải tiền ra, chúng ta rải ra chứ đừng có all in vào một lệnh, nhớ làm cái gì cũng phải chia ra ba ba phần, ba phần chốt lời dừng và chốt và mua dừng và cũng chốt lời dừng, hiểu không ạ? Rồi đây không lạc quan quá cũng không bi quan quá trong dịch, hồi nãy mình nói rồi cái đưa tài khoản về con số 0 là mình cũng nói rồi. À, Yến cắt mic hả? Rồi để mình cắt cho bạn luôn. Ok. À, cái đưa tài khoản về gần con số 0 thì mình cũng nói các anh em rồi đúng không ạ? Tại vì bản chất các bạn, tôi hỏi các bạn một câu, các bạn thấy những cái người admin mà đánh trong thị trường này mà đánh cứng á, như như tôi như các bạn một số admin á đánh cứng á, bạn hỏi lại đi, họ có bao giờ hỏi lại anh có bao giờ bị cháy tài khoản không? Nó nói với các bạn nó N lần luôn á, N lần luôn, không nhớ nó bao nhiêu lần luôn á. Cho nên cái việc mà chúng ta có bị cháy tài khoản thì chúng ta nên nên cảm ơn. Tại vì đó là một cái việc hết sức bình thường. Nếu như mà các bạn đánh mà các bạn không cháy tài khoản thì đó là một cái việc hết sức bất thường. Đúng không ạ? Thế thì hiểu cái này rồi, cháy tài khoản nên vui hay buồn? Nên vui chứ sao buồn. Đúng không? Cái vấn đề là cháy 1.000 đô hay cháy 100 đô. Bây giờ bạn có 1.000 đô. Thay vì bạn bạn xác định là bạn cháy là cái chắc rồi đó. Không có cửa nào mà 1.000 đô bạn không cháy trong một năm á, xác định mẹ nó vậy đi cho công nó ăn đúng không? Ok, xác định vậy thì tách ra nạp vô 10 lần 100 đô. Tại vì cái thằng mà nó nạp một lần 1.000 đô nó cháy với cái thằng mà nạp 10 lần 100 đô nó cháy, hai thằng kinh nghiệm khác nhau. Hình dung không ạ? À? Và xác định luôn là 1.000 đô này cháy trong một năm. Bây giờ trong một tháng không cháy ngồi chữ thề mắc kỳ, có đánh 1.000 đô mà tháng này không cháy phi lý. Tháng sau phải cháy nha. Tháng sau không cháy là không ổn. Phải làm cho cháy bằng được. Xác định vậy đi công nó ăn. Đúng không ạ? À? Đúng không? Bây giờ muốn nó không cháy không? Bỏ 1.000 đô chia ra 10 lần nạp, đánh 100 đô. Đó. Và bắt buộc chúng ta phải đưa, chúng ta phải phải trải qua cái giai đoạn là tài khoản về số 0 hoặc là gần bằng 0. Chúng ta mới có kinh nghiệm. Tức là gì? Chúng ta sẵn sàng chúng ta đón cái sóng điều chỉnh này nè. Chúng ta đừng có ngại đón đó. Nó phải có sóng điều chỉnh thì chúng ta mới mới có cái lực lên tiếp, rồi đại điều chỉnh nữa phải có lên tiếp như vậy. Nó không điều chỉnh như vậy
chúng ta không chịu được cái đà điều chỉnh này nè, chúng ta không bao giờ lên được ở đây đó. Cho nên cái việc mà cháy tài khoản và đưa con số về không là phải có nha. Hiểu cái này rồi thì có cháy tài khoản thì nên vui hay buồn? Đúng không ạ? Nếu mà bạn buồn là do bạn bỏ vào nhiều tiền quá thôi, đúng không? Bạn có 1.000 đô mà bây giờ bạn đánh cháy, bạn cháy tài khoản 1.000 đô, bạn buồn. Bây giờ bạn có 1.000 đô mà bạn bỏ ra 10 lần, bạn cháy bạn đánh cháy tài khoản 100 đô, bạn thấy các bạn bạn có thấy đỡ buồn hơn không? Mừng quá đỡ buồn hơn. Bữa nay tao cũng cháy tài khoản, tao cháy 100 đô trên 1.000 đô, mừng ghê luôn. Bảo đảm luôn. Thử đi là sẽ trải nghiệm. Thấy không ạ? Cái số 9 là cái tâm lý giao dịch mà vô tình rơi vào cái trạng thái bắt đỉnh bắt đáy. Cái này chính các admin, những cái người leader cũng luôn bị luôn. Tức là họ đánh theo cái trường phái kháng cự hỗ trợ, ví dụ như cái kiểu tôi đây nè, tôi cũng hay bị nè, thấy không ạ? Tức là giá nó quay lại, nó test cái cụm EMA này xong nó bật lên nè, đúng không ạ? Nó bật lên nè. Thế thì rõ ràng cái cụm EMA này nó là một cái cản rất là mạnh. Nó có hai kịch bản, một là chạm chỗ này nó bật lên mạnh mẽ, hai là nó khủng luôn chỗ này thì nó rớt luôn mạnh mẽ. Thế thì nếu như mà một cái tư duy mà đánh theo kiểu bắt đỉnh bắt đáy, mà đánh theo kháng cự hỗ trợ, chạm chỗ này bay lên đi các bạn, bay lên, lỡ nó khủng một phát luôn là đu đỉnh luôn. Là một cái, đây là một cái thực trạng mà rất nhiều người bị, thậm chí những người trader chuyên nghiệp đánh lâu năm cũng bị. Thế thì cái cách tốt nhất là những trường hợp này tránh nó là các bạn phải tuyệt đối các bạn đặt SL giá phá cụm EMA này, cắt lỗ không khân ký, cắt lỗ không khân ký. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi giá nó quay lại nó cái cụm EMA này ở đây nè, chúng ta sẽ phải có phương án là chúng ta mua ở đây, chúng ta không on in một lần, chúng ta chia ra mua lệnh 3 lần, mua ở đây một lần, ở đây lần 2, ở đây cái ngưỡng cuối cùng mua lần 3. Nó cũng giống DCA, nhưng mà ai đã học bên kênh học viên rồi thì biết nó không phải là DCA, nó khác DCA hoàn toàn. Nó khác tư duy DCA hoàn toàn. Chia ra 3 lần mua như vậy đúng không ạ? Nhưng giá nó xuống ở đây thì toàn bộ phải cắt hết. Toàn bộ phải cắt hết. Thế thì nếu như cái lệnh mà các bạn mua ở đây mà các bạn cắt thì lỗ ít lỗ hơn. Cái lệnh mà mua ngay cái EMA xanh này nè. EMA xanh này mà cắt ít lỗ hơn so với cái lệnh mua ngay EMA màu cam này cắt đúng không ạ? À? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi chúng ta mua ở đây xong rồi nó bật lên luôn mà nó không xuống đây để mua nữa thì sao? Giá nó chạm nó rớt về nó test ở đây xong nó bật lên luôn thì chúng ta mua 2 lần, 3 lần ở đây, mua lên theo DCA theo cái chiều lên. Hình dung không ạ? À? Đây là cái cách để tối ưu hóa cái lệnh và khắc phục được cái việc là bắt đỉnh bắt đáy trong cái thị trường này. Được chưa? Nguyên tắc 1/3 thì lúc nãy mình nói rồi, còn chuyên sâu về nó thì bên các anh em học viên học, cả cái 80-20 thì bên kênh học viên họ mới học nè. Tăng khối lượng giao dịch tâm lý gỡ là một trong những cái tuyệt kỵ, cấm kỵ trong cái ngành trader của chúng ta. Khi các bạn thua, cái việc của các bạn là stop, ngừng lại. Bởi vì các bạn phải hiểu một điều, lúc đó cái cuộc đời, cái giai đoạn kiếm tiền của các bạn nó đang điều chỉnh lại. Thì cái việc của các bạn là đừng có vào nhiều lệnh quá, đừng có tăng volume quá, đứng ngoài đi để nó điều chỉnh cho xong rồi đó đánh tiếp. Hoặc là thậm chí nghỉ ngày đó luôn, ngày mai đánh sau. Trong cuộc đời đi học của các bạn cấp 2, cấp 3 đã bao giờ xuất hiện một thằng bạn mà chơi bida, chơi đánh bài, chơi các kiểu. Nó thắng liên tục mà nó thua một chút là nó nghỉ. Xong rồi ngồi chửi cái lọ cái chai. Những thằng đó là những thằng có tiềm năng làm trader đó. Cuộc đời các bạn đã gặp qua những thằng đó chưa? Lã may mắn gặp được những thằng bạn như vậy chưa? Gặp chưa ạ? Chứ tôi là tôi gặp hoài luôn rồi đó. Tôi gặp những thằng đó hoài á. Chơi bida, chơi đánh bài các kiểu, nó thắng không nói đâu. Nó thắng xong nó lại nói nó hòa vốn hoặc nó thua. Nhưng mà nó thua vài ván nó nghỉ à. Lạ lắm, những thằng đó là những thằng mà chúng ta giao dịch trên thị trường này chúng ta cũng phải học như nó vậy đó. Mới thắng được, hô, stop lại ngưng. Đừng dồn cái volume lên, đừng tăng cái volume lên. Thấy không ạ? Cái 13 là thiếu tự tin khi soi kèo. Đây là một cái bệnh rất là nhiều người học. Học EMA, học Sonic Error, học Ichimoku, học Right Action, học các kiểu. Học xong rồi quá nhiều cái cản trong đầu. Quá nhiều cản trong đầu. Vào xong rồi phân tích, vào xong rồi không biết, không dám vào lệnh luôn. Tại vì nhìn đâu cũng có cản hết á. Nhìn đâu cũng thấy cản hết á. Cho nên cái cách tốt nhất á, là các bạn học cái gì các bạn tập trung một cái thôi. Nếu ai đang học Ichimoku thì các bạn luyện đúng cái đó thôi. Học Reaction hoặc là trường phái mô hình Sonic Harmonic thì luyện đúng những cái đó thôi.
Luyện đúng những cái đó thôi, đừng nhìn những cái khác, tập trung đi. Đừng nhìn những cái khác, tại vì các bạn càng nhìn các bạn càng thấy cản. Ví dụ như cô mà đánh Sonic R thì cô chỉ đánh Sonic R thôi, Sonic A thôi, hết, không cần nhìn nhiều. Đương nhiên phải có một số cái hỗ trợ như RSI nè, cái kiểu này là những cái này hỗ trợ. Và ở bên ngoài những cái người mà dạy bên ngoài họ họ họ, họ dạy cho các bạn học phân tích kỹ thuật các kiểu, đánh reaction, coi nến các kiểu thì họ đang coi trên cái màn hình trắng đen này nè. Thực tế các bạn sẽ hiểu chuyên sâu rồi đó là những cái đó tỷ lệ thua khá cao. Các bạn cần phải coi một cái góc độ là 3D, là một cái màn hình 3D, một cái màn hình màu 3D, 4D, phải có RSI, stop chặt pixel volume các kiểu phối hợp vào EMA các kiểu thì mới mới ổn. Chứ còn coi trên một cái màn hình trắng đen đó là tỷ lệ thua các bạn sẽ có. Bởi vì các bạn sẽ không thể mà các bạn sẽ không các bạn bây giờ đâu biết là khi nào nó fake breakout đâu đúng không ạ? Khi nào có những cái cú fake breakout đúng không ạ? Và tại sao giá lên cái ngưỡng nào đó là nó tự nhiên nó rớt, mặc dù trên nó không hề có cản. Và giá của nó luôn bật mí cho các bạn biết luôn một sự thật là đường giá nó không có chuyện là nó tự nhiên nó rớt nha, không có chuyện tự nhiên rớt. Tất cả đều có lý do, cái vấn đề nằm ở cái chỗ là các bạn có năng lực để thấy được cái lý do đó hay không. Hết. Không ạ. Rồi, tiếp. Cái tâm an vạn sự không, các bạn trade, các bạn làm bất cứ cái gì, các bạn nhớ cái này. Nếu như các bạn đang thua nhiều quá, các bạn cảm thấy ấm ức, cay cú, bối rối thì các bạn nên ngưng. Bởi vì các bạn đang mất cái chữ an trong đó. Còn khi mà các bạn đánh, các bạn đang có một cái, các bạn không có thì các bạn cũng phải làm mọi cách, các bạn tạo cho các bạn một cái trạng thái thoải mái, nhẹ, đúng không ạ? Nhẹ nhàng, vui vẻ đánh. Hoặc ví dụ như các bạn làm cái gì đó, các bạn đang đánh thua, các bạn muốn đánh tiếp, ok, các bạn đi tắm đi, đi bơi đi, hạ nhiệt cơ thể đi, xong rồi xuống gặp người nhà, phát cho mỗi người 500 nghìn. Họ vui là họ tự động, họ họ vui với mình liền à, là mình thấy họ vui là mình vui theo. Là bắt đầu cái tâm mình nó bớt cay cú hơn. Không à. Hoặc là cái này các bạn test cái bài này rất là hay nè. Ví dụ các bạn có 1.000 đô. Các bạn đánh mà bà mẹ nó trong ngày cháy bà nó hết 800 đô rồi. Chơi mẹ gì nữa, liêm sỉ gì chơi nữa. Đánh tiếp là thua tiếp. Đúng không? Rút bà nó 200 đi. Xong rồi làm gì nữa? Cho vợ mình nói em, anh bữa nay hay lắm á. Anh bữa nay anh thắng được 200 đô trong một lệnh một. Anh rút ra anh tặng em làm từ thiện đi. Hoặc làm gì? Hoặc nói là mua vé số trúng, đúng không? Thử làm cái điều nghịch lý giống vậy đi, tự nhiên các bạn thấy vui hẳn luôn, người nhà các bạn vui lắm, cờ lộng các bạn cũng vui theo à. Thay đổi tâm lý đó, giống như cái việc là các bạn để đôi dép ở ngoài đường mà mất mẻ nó còn đôi, bứt mẻ nó còn chiếc thì giữ lại chiếc làm gì, cho cái người cần đi, cho đi, tự nhiên thấy mình thoải mái hơn à. Cái đó tôi khuyên thật đấy. Rồi cái 15, DCA kỳ vọng vị thế tốt hơn, quay đầu không là bờ. Cái này cực kỳ rủi ro bởi vì khi các bạn DCA nó liên quan đến phần này. Đây. Nếu như các bạn hình dung nha. Các bạn đang có 10.000 đô. Các bạn mất 10% là các bạn mất 1.000 đô. Các bạn còn 9.000 đô đúng không? Thế thì để cái lúc đó tài khoản gốc của các bạn chỉ còn có 9.000 thôi, không còn là 10.000 nữa. Để các bạn phục hồi lại, các bạn không phải mất 10% đâu, các bạn gồng đến 11%. Khác thì nếu như mà chúng ta mà cây cú chúng ta DCA chúng ta mất tiếp vào và chúng ta mất mất tiếp là 1.000 đô là ở đây thành 2.000 thì lúc đó từ 10 từ 11% mà chúng ta đang gồng cái áp lực hòa vốn ban đầu là 11% thì bây giờ chúng ta gồng 25%. Có nghĩa là nếu như chúng ta lỗ 20% thì chúng ta gồng cái áp lực hòa vốn lên tới 25%. Ở đây con nhấn mạnh từ hòa vốn để cho các bạn hiểu một điều là bản chất các bạn muốn hòa vốn nó đã khó rồi. Cái áp lực này đang là 1/4 thì làm gì mà các bạn đòi thắng được thị trường này. Cho nên nếu như mà DCA tuyệt đối không được DCA quá 3 lần. Quá 3 lần là bạn đang sai rồi. 3 lần là bạn đang sai rồi, tuyệt đối không được quá 3 lần. Thấy không ạ? Nhớ nha. Và các bạn thấy cái bảng này đó, khi mà nó càng giảm, nó chỉ cần nó giảm đến lần thứ 3 mà bạn lỗ 40% thôi thì tỷ lệ hòa vốn của bạn lên đến 67%. Chưa nói đến lời nha, hòa vốn thôi lại 67%. Cái quả núi này gánh nặng không? Rất nặng, đúng không? Cho nên lỗ thì cắt đi. Cô nói thật với các bạn mà lỗ lên 40% thôi bà nó rút bà 60% cho vợ bạn hay cho ai đó xài lại thấy vui hơn. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp. Nè, giờ này vẫn còn bên phòng chờ có một bạn hỏi là con LD chơi được hay không? Bây giờ chúng ta test thử nha.
Được. Tháng rồi. Thua nhiều không? Hỏi thử. Thường những người này là nói với các bạn luôn là nó không có thắng. Nó không có thắng. Bởi vì cái con LD là của nó thì các bạn cô đất biết nó là con gì luôn á. Con không biết nó là con gì luôn á. Nhưng thường những cái người hỏi kèo như vậy, các bạn hãy cố gắng, các bạn giúp họ là làm cho họ cháy tài khoản thật nhanh. Chứ các bạn mà làm tăng tài khoản của họ là một cái điều hết sức là thất đức luôn á. Hết sức là thất đức luôn. Tại vì sao? Tại vì rõ ràng họ đang đi trên cái sóng này nè, họ đang đi trên cái sóng của sự giàu có, lúc đó họ đang điều chỉnh, họ đang điều chỉnh lại là họ đang mất tiền là nghèo khó. Mà bạn đang cản cái sóng nghèo khó của người ta có phải thất đức không? Phải cho người ta sống cái giai đoạn nghèo khó này là phải cho nó tận hưởng cái đã để cho dần dần nó đi lên. Đó là một cái quy luật đó. Đúng không ạ? Cho nên hãy giúp những người đó cháy đi để những người đó nhận ra là à bây giờ không nên chơi altcoin nữa, không nên chơi coin rác nữa. Chơi coin rác nghe ông thầy này nọ khoảng cháy tài khoản không à. Không ạ? Đấy. Rồi chúng ta tiếp. Giá altcoin luôn đi sau tin, cái này các anh em nhớ nha. Và đừng đừng có đánh theo tin, nhất là Bitcoin. Tại vì Bitcoin nó thao túng không à. Các bạn đánh Bitcoin, các bạn đánh theo tin đất đó, các bạn thua rất nhiều, chắc chắn với các bạn luôn. Ai đã từng đánh altcoin rồi sẽ biết cái này. Và tốt nhất mọi thứ đều phải phân tích kỹ thuật trên chart. Thêm một cái phần nữa là cái tâm lý đám đông nó cực kỳ lợi hại, nó cũng liên quan tới việc này. Khi mà tất cả tin tức, tất cả những cái group, những cái admin đều nhận định giá Bitcoin nó về một cái ngưỡng nào đó thì các bạn đừng bao giờ canh cái ngưỡng đó. Đừng bao giờ canh cái ngưỡng đó. Nhớ nha. Tại vì khi mà ai cũng phân tích về cái ngưỡng đó thì chắc chắn với các bạn giá nó hầu như tỷ lệ về cái ngưỡng đó cực kỳ thấp. Tôi có nó là một cái trường hợp ở đây. Đây. Đây là một cái trường hợp ngày 2 tháng 4 BGC 6.800. Đây nè, đây là hai cái giai đoạn mà Bitcoin nó lên những ngưỡng này nè. Ngày 2 tháng 4 BGC 6.800 lên 7.100, Q hai đầu. Khi ai cũng dự báo ngưỡng 7.000 là cản. Tức là khi mà ai cũng dự báo cái ngưỡng 7.000 là cản đánh Marine á thì lúc đó nó lên 7.100, nó có cái cây nến viết hai đầu. Là một. Cái giai đoạn thứ hai và 8.900 đêm qua cũng bị giết hai đồng. Đây là hai giai đoạn này hầu hết tất cả các admin các group đều phân tích kỹ thuật lại về những cái ngưỡng này thì nói luôn với các bạn né hai ngưỡng đó ra. Khuyên. Bởi vì lúc đó giá nó không về. Khi mà một một cái ngưỡng giá mà ai cũng dễ dàng phân tích được và cho cái ngưỡng chính xác thì lúc đó các bạn nên né nó ra đi. Nhà cái nó không có ngu hơn mình đâu. Các bạn biết là những thằng sàn nó đều có một cái đội trade đó nha, một cái đội phân tích đó nha. Những thằng sàn ấy nó đều có một cái đội phân tích đấy. Và các bạn chúng ta sẽ không không khôn hơn nó đâu, cho nên né nó ra. Và cái việc của anh em mình á là không phải là mua ở đây, bán ở đây. Cái việc của bọn trader là chúng ta là đây là cái đuôi con cá, đây là đầu con cá, cái việc của trader là ăn cái thân con cá. Ăn ít thôi cũng là ăn. Ăn ít thôi cũng là ăn. Ăn xong cái phần thịt này rồi thì nghỉ. Tránh cái việc sát cái đầu hoặc là sát cái đuôi, hình như không ạ à? Ở hai cái phần này còn xương không à, né nó ra. Ok chưa? Rồi cái nữa 17 là thiếu đam mê trong nghề. Nhiều người vui lắm vào thề thốt nói là anh ơi có nhận đề cử hay không các kiểu, em đam mê nghề này. Tôi hỏi một câu, bây giờ có 3.000 đô đánh hết đi, tài khoản em có nhiêu, em có 1.000, 2.000, em on in đi, cháy tài khoản cho anh coi đi. Khi nào mà em cháy mà em vẫn vui vẻ là em có đam mê. Còn em cháy mà em cây cú là đừng nói anh chịu đam mê. Hoặc em giữ tài khoản 1.000 đô đó, em mua USDT, em giữ USDT đó đúng 1 năm, em đừng có mua gì hết, đúng 1 năm, năm sau quay lại đây anh nhận em làm đại cử, anh nhận em là học viên miễn phí. Tức là gì? Tức là nhiều người hay nói về đam mê nhưng mà họ không có gồng được, họ đánh họ thua một thời gian là họ nản, là họ đang đi những cái sóng này nè là họ nản. Chỉ có những cái người mà thực sự biết điều tiết lại, biết là mình thua thì đi ít tiền lại và ráng gồng qua được một cái giai đoạn khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm, ví dụ, hoặc là muốn rút ngắn nó thì ví dụ như có những một cái người nào đó kèm các bạn gì đó, rút ngắn giai đoạn thì còn đỡ. Chứ còn đi một cái giai đoạn mà giá xuống một chút hoảng là những cái người đó không có được, không có cái đam mê, thật sự là không có đam mê, mặc dù miệng nói có đấy nhưng mà không đam mê đấy.
Cái 18 là chén thánh vốn nằm trong thực chiến, thì lúc nãy mình nói các anh em rồi đấy, nói cho mọi người đúng không ạ? Cái chúng ta tốn tiền để học khóa học không phải ở cái giáo trình, không phải ở cái hệ thống giao dịch, mà những cái đó là những cái khuôn, những cái sườn. Cái cần là chúng ta phải thực chiến liên tục để tăng cái giờ bay. Các bạn cũng biết cái nguyên tắc 10.000 giờ bay đúng không? Một cái người nào mà không biết gì cả chỉ cần bay 10.000 giờ là thành chuyên gia. Làm một việc gì đó 10.000 giờ là thành chuyên gia. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp 19 ngại hỏi chia sẻ quy luật tài chính. Quên quy luật tài chính. Trong cái quy luật tài chính này nó có một cái là nếu như mà bạn ngại là bạn đi với chữ nghèo, nhớ nha. Ngại là đi với chữ nghèo. Mà nghèo rồi thì nó cứ nói luôn làm con mẹ vậy cũng thấy hèn hèn đó, tin cô đi. Cô đã bị như vậy rồi. Cô nói không sai đó, khi bạn nghèo rồi người thân bạn cũng không tin bạn nữa, đừng nói. Cho nên bạn làm cái gì đó bạn đừng không được ngại, nhớ quên chữ ngại đi. Tại vì sao? Phân tích tâm lý nè, khi bạn ngại là cảm xúc đúng không, là đang cảm xúc. Hoặc ví dụ nè, bạn bạn đã đăng ký một cái khóa học mà những cái phần nào mà không hiểu mà bạn ngại hỏi ông thầy thì ai là người thiệt, ông thầy thiệt hay là bạn thiệt? Anh em mình thiệt đúng không? Thế thì nếu mà anh em mình thiệt thì anh em mất tiền, một là phí tiền cái đã, phí tiền học, hai là cần những cái ngại đó và chúng ta mất tiền tiếp nữa. Cho nên ngại là nó sẽ tất cả những cái ngại là tiền nó bù vô hết á. Hoặc người thân bạn mượn tiền bạn xong bạn ngại đòi, bạn ngại đòi thì bạn mất tiền, có phải là tiền nó sẽ bù vô những cái ngại của bạn không? Cứ có cảm xúc là lấy tiền đắp vô, đắp chừng nào đầy thôi đó, chọn đi. Trong ngành tài chính này mà cứ chọn ngại là xong. Cho nên ở những cái buổi hội thảo tôi hay nói là các bạn có câu hỏi nào cứ hỏi, đừng có ngại. Nếu các bạn vẫn giữ chữ ngại là các bạn toang. Các bạn thấy những cái ông admin hay những một số người là họ hầu như họ họ, họ đứt đứt cái dây cảm xúc rồi, họ đứt cái dây liêm sĩ rồi, họ nói cỡ nào cũng nói được, họ nói choi cũng được, họ giỡn cũng được, đùa cũng được, nghiêm túc cũng được, họ không có ngại. Mà chính những người đó lại là những cái người mà choi ok đấy, còn ngại là chết thị trường này, nhớ nhá. 20 không chuẩn bị cho một kịch bản đón những ngày mưa khi đang trong những cái ngày nắng, là cái lúc nãy mình nói cái quy luật xác suất á. Khi bạn thắng bạn đừng có vội mừng, hãy chuẩn bị một cái kịch bản cho những cái ngày mưa sắp tới, những cái ngày khô sắp tới. Cái 21 bắt market đi theo ta thay vì ta đi theo market, đây là một cái phổ biến nhất, là hầu hết chúng ta ngồi chúng ta phân tích, và cái này rơi vào cái trường hợp là nhiều ông thánh vẽ Elliott. Vẽ Elliott, Elliott nó có rất là nhiều dạng, nó đi cỡ nào, đi 1 2 3 4 5, đây là Elliott. 1 2 3 4 5, đây là Elliott. Đó, 1 2 3 4 5, đây cũng là Elliott. Ba thằng này đều là Elliott. Và rất là nhiều người bị một cái bệnh là cứ ngồi vẽ xong rồi ngồi đợi market nó đi, giá nó đi đúng theo những cái chúng ta phân tích. Thậm chí ví dụ như giá đang ở sóng 2 thôi mà nó vẽ được tới sóng 3, sóng 4, sóng 5 rồi A, B, C luôn. Là những người đó hết sức là mắc cười và hầu hết. Dù cho cô nói luôn với các bạn họ có vẽ đúng nữa chăng nữa, nhưng mà cô hỏi lại một câu họ nghiệm lại là họ vẽ mấy ngàn lần rồi và được đúng được một lần. Thật sự. Và vẽ đúng rồi đi chăng nữa thì họ có ăn được tiền hay không? Khăn được tiền chưa? Không khăn được tiền. Và cái phần này, cái chỗ này thì nói rất là có thể là mất khá nhiều thời gian nói phần này. Và hầu hết người ta đám đông họ cứ bắt market theo họ. Nhưng họ quên một điều là họ phải tìm hiểu market và họ phải đi theo market chứ không phải là bắt market theo họ. Bằng cách là họ có một cái tư duy nữa là R chia R, tức là vào kèo là ăn là phải ăn gấp đôi, mà lỗ là lỗ một. Ăn là ăn hai mà lỗ là lỗ một. Đúng không ạ? Risk trên reward đúng không? R chia R đó. Cho nên họ lúc đầu họ cái đó là đúng. Nhưng với điều kiện là họ phải giỏi. Họ không giỏi mà họ cứ áp theo cái đó thì họ không có kèo. Mà họ đã không giỏi rồi mà không có kèo thì tâm lý họ đang yếu mà. Họ chết hay là sống? Tài khoản họ sống lâu được không? Không hết là sống lâu được. Đúng không? Và hầu hết họ cứ áp vào là ăn là phải ăn hai, thua là phải thua một, cho nên họ vào bất kỳ kèo nào họ dần 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 họ sẽ phân tích là à bây giờ giá nó lên tới đây là chốt, thế thì nếu mà xuống một nửa ở đây thì cắt lỗ các kiểu. Cái đó là cái chết đó. Bản chất nó market nó sẽ đi theo của nó, và những cái người đó thử xem lại xem hầu hết những cái người đó đều là bị gì? Đều là ăn SL không à. Đều là ăn SL mà, ăn SL rất là nhiều. Ăn stop loss rất là nhiều. Đấy. Rồi, cái 22 là không biết dùng sức mạnh của đội nhóm. Bản chất của nó với các bạn luôn, cái team học viên hiện giờ á, mỗi người giỏi một mảng, mỗi người có một cái lĩnh vực.
Và cây mộc viên hiện giờ là các anh em bên cây mộc viên khóa cũ họ cũng rất là ok rồi. Và cái thế mạnh của đội nhóm là cần nằm trong đó chứ không có một mình tôi trong đó. Cho nên nếu như các bạn mà đi mà các bạn có thể không cần học bên tôi hoặc là học bên bất kỳ chỗ nào, nhưng cái cần là phải có một cái đội nhóm, những cái người đó đều giỏi và đồng hành với mình, chứ không phải là cần một ông thầy giỏi rồi cứ bám theo ông thầy như vậy. Không, những cái đó không đi, không có xa, không đi xa được thật sự như vậy. Và chúng ta phải biết dùng cái sức mạnh đội nhóm đó. Ví dụ như bây giờ đội nhóm với tôi là có một hương nhân rồi đó, ca sĩ Quang Lê đúng không ạ, bạn vừa ca sĩ và vừa ca lẻ luôn đúng không đó, một hương nhân đó, có đủ trong trong cái nhóm đó là tôi nói là y như một cái xã hội thu nhỏ đó, y như một cái xã hội thu nhỏ. À, hoa hậu trong đó cũng, bông hậu trong đó cũng có, các bạn Ly đúng không, bạn Vi, bông hậu trong đó cũng có, mẫu hậu trong đó cũng có đúng không ạ, trẻ con trong đó cũng có, đủ hết, thân nhân cũng có, đầy đủ hết trong đó, vui lắm. Rồi cái 31 thì cái nguyên tắc 1% này các bạn thì dễ dàng, các bạn cài dựng trên cái Google, tại vì cái này nó liên quan đến cái lãi suất kép. Tức là nói nôm na là nếu như các bạn kiên trì mỗi ngày các bạn có hơn 1% thì sau 1 năm là các bạn tăng được 37,78 lần so với phiên bản cũ. Nhưng nếu như các bạn ngồi một chỗ các bạn không tiến bộ thì các bạn chỉ cục thụt lùi thôi, mỗi ngày tệ hơn 1% thì sau 1 năm các bạn chỉ mất, các bạn chỉ tệ hơn cái phiên bản cũ của 1 năm trước là 0,03 thôi, 0,03% thôi. Nhưng nếu như chúng ta so giữa cái lên 1% và cái giảm về 1% sau 1 năm thì hai thằng lệch nhau đến 1.260 lần. Cái này có giống như cái bài toán mà lúc nãy chúng ta đánh bài cào mà chúng ta chấp điểm nhà cái không? Đâu phải chúng ta chấp điểm nó, tức là chúng ta chấp điểm nó là cho nó hơn chúng ta 1 điểm, nhưng thực tế là chúng ta lại lùi thêm 1 điểm. Nhưng tính một cái bài toán dài hạn là chúng ta thua nó, tỷ lệ thua chúng ta thua nó đến 1.260 lần đúng không? Đúng không? Đúng không ạ? Cho nên cái này nè, nếu như các bạn vào thị trường tài chính này, các bạn vẫn ngồi một chỗ, các bạn ngồi một chỗ, thời gian sau các bạn bị đào thải là cái chắc. Tại vì các bạn sẽ về cuối thằng khác là cái chắc. Tin cô đi. Mỗi ngày như vậy, các bạn biết tại sao cô chọn cái phương án là cô zoom cùng các anh em không ạ? Tại vì cô zoom như vậy, cô tự nhắc lại tôi, tự kỷ luật, tự ôn lại bài các kiểu. Một tuần như vậy cô có 3 buổi zoom cùng cùng team học viên 2 cơ 6, và cô luyện như vậy thì kỹ năng cô càng lúc càng tăng lên, càng tăng lên đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà cứ dạy như vậy xong rồi ngưng rồi không thực chiến, không ôn lại các kiểu là cô sẽ khục lùi đó. Rồi 24, khi người khác không hiểu đó chính là cơ hội của các bạn. Hiện giờ cái ngành tài chính, cái thị trường tài chính này nó đang còn ăn được, nhưng nói với các bạn luôn, sắp tới có thể sẽ bị đánh thuế đấy và sẽ bị siết lại. Cho nên bây giờ tranh thủ, nhiều người không biết, các bạn nên học hoặc là nên tìm hiểu hay làm gì đó nâng cao kiến thức mình đi. Các bạn còn kiếm được tiền này, nhưng sắp tới thì chưa biết, thấy không ạ? Chưa chắc. Đấy. Và cái trò game này có thể sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn đấy. À, 25, nếu bạn giỏi về điều gì đó thì đừng làm nó miễn phí. Đó là một cái sự thật trong ngành tài chính này. Bởi vì bản chất trong ngành tài chính này chúng ta đã xác định là chúng ta vào vì tiền, và những cái việc mà không tạo ra tiền thì đừng có làm hết. Không có lợi ích thì đừng có làm. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta xác định được cái này cái đã. Đấy. À, 26, đứng ngoài tuyệt đối khi đám đông đang FOMO, thì đây là một cái hình mà vừa rồi mình mới gửi, mình có giải thích mọi người là cái trường hợp này nè. Khi mà các bạn thấy các group các kiểu đang FOMO về một cái đồng coin nào đó, hoặc là xác định giá ngày 2 tháng 4 năm 2020 nè, 6K9 lên 7K1, là các bạn thấy các group đều xác định, đều đều phân tích kỹ thuật về một cái ngưỡng giá nào đó, thì cái việc của các bạn là đứng ngoài thôi hết, đứng ngoài đi, bảo đảm với các bạn luôn, đến cái ngưỡng giá đó sẽ có nhiều người khóc lắm. Đứng ngoài, quay lại câu chuyện con cá, nhớ không, chúng ta ăn là chúng ta ăn, chỉ ăn ăn chúng ta ăn, chúng ta ăn thân cá chứ chúng ta đâu có chọn cái đuôi cá và cái đầu cá đâu. Chúng ta ăn đến cái ngưỡng này ăn ít thôi chúng ta nghỉ là được rồi, ngưng được rồi, thấy không ạ? Nãy giờ cái buổi, thật ra cái buổi phân tích về tâm lý nó còn một cái phần sâu nữa, nhưng nãy giờ cũng có 2 tiếng rồi, 2 tiếng rồi, mặc dù mình cố nó ít lại đấy. Thôi chắc cũng các bạn có còn câu hỏi nào nữa không? Có thì cứ hỏi trên đây. Nếu không thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Ở buổi sau thì mình sẽ nói về cái phần sau, một phần nhỏ sau nữa. Thấy không ạ? Đấy. Rồi, các bạn xem còn câu hỏi nào trên đây nữa không nhá. Không thì chúng ta tạm ngưng ở đây nhá. Các anh em học viên thì có cái, các anh em học viên ai cần xin cái file về tâm lý giao dịch này á, thì báo mình gửi lại, mình gửi riêng lại cho mọi người.
À, tại vì bên kỹ thuật viên thì hiện giờ cũng có một số bạn đã là ở cái ngưỡng leader, là ở cái ngưỡng teacher rồi. Đấy, mình sẽ gửi cho các bạn và các bạn có thể các bạn edit lại cái file đó, các bạn đi dạy, các bạn làm gì đó, edit lại, chỉnh lại. Ok. À, không có gì đâu, đến cái bài hệ thống giao dịch nó mới chức chứ mấy cái này thì đúng rồi, sẽ up lên đấy Quang, sẽ up lên trên đó. Ok nha, thôi ngưng ở đây nha. 10:30 rồi. Mình có cuộc hẹn với mấy em chân dài. Mấy em chân dài của mình là dài lên 4 chân lận chứ không phải là 2 chân. Dài cả nách luôn. Ok, bye mọi người nha. Tại vì đến giờ này là mình cho bọn mèo hoang ăn đó mà. Rồi, bye nha.